chương 1360, suy đoán khó mà tin nổi. Lăng Hàn cảm giác đã tận lực, cao thủ minh giới chết ở trong tay hắn lấy trăm tính, mà hiện tại lực lượng của hắn hoàn toàn biến mất, nếu muốn giết địch cũng là chuyện không thể nào. Càng mấu chốt là, hiện tại hắn khẳng định bị cường giả kia nhìn chằm chằm, lại thêm lúc trước gặp phải bạch y cường giả, hai cường giả tinh thần cảnh đều muốn bắt hắn, tạm thời vẫn là không hiện thân mới tốt. Tử Nguyệt thần nữ đã từng hứa hẹn thay hắn trong nom thiên phượng thần nữ, cường giả như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, vì lẽ đó Lăng Hàn cũng không lo lắng trong loạn chiến sẽ làm Thiên Phượng thần nữ gặp nạn, dù sao hung bà nương kia cũng là cao thủ hàng đầu, tinh thần cảnh không ra, căn bản không có ai quản được nàng. Lăng Hàn bắt đầu khôi phục lực lượng, bên người chất một đống chân nguyên thạch, ở trong hắc tháp, hắn có thể rất điên cuồng. Vù, lỗ chân lông toàn thân mở ra, hấp thu lực lượng của chân nguyên thạch, đan điền khô cạn lập tức trở nên sung túc. Chỉ nửa canh giờ, nguyên lực của hắn liền khôi phục, mà thể lực khôi phục lại là bị động, tốc độ cực kỳ nhanh ở trước nguyên lực cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao hắn ở trong hắc tháp nhìn chỉ thấy cường giả kia không có đi xa đứng ngạo nghễ ở phía trên thần ý phô trương hiển nhiên còn đang tìm kiếm tung tích của hắn dựa vào bám dai như đỉa lang hàn bắt đầu luyện đan nhàn rỗi cũng nhàn rỗi không thể lãng phí thời gian sau một ngày hắn luyện ra một lò đan dược cấp 4, sau đó nhìn tình huống chỉ thấy chiến đấu đã kết thúc song phương đều lui lại bỏ lại vô số thi thể máu tươi nhuộm đỏ đại địa những cái này đều là thần thi, thần huyết, nếu không phải quy tắc của nơi này quá quái lạ, tuyệt đối có thể xúc tích ra một cây thần dược. Hắn ra hắc tháp, chạy về trong quân doanh, một trận này, để thần giới tổn thất nặng nề. Tam đại quân đoàn thêm vào tán binh nguyên bản có khoảng 700.000 người, sau đó lại có lượng lớn viện binh đến, tổng binh đạt đến 130 vạn, có điều, thực lực tổng hợp chỉ sắp xỉ minh giới, bởi vì minh giới tùy tiện một người chính là nhật nguyệt cảnh. Mà sau trận chiến này, nhân số của quân đội thần giới lập tức rơi xuống chừng 80 vạn, đại bộ phận chết trận là Sơn Hà Cảnh, Nhật Nguyệt Cảnh cũng không phải số ít. Thậm chí tinh thần cảnh cũng ngã xuống ba vị, cái này chấn động toàn bộ vân đính tinh, thậm chí có người kiến nghị cầu viện tinh cầu khác. Đề nghị này lập tức bị phủ định, thứ nhất vừa tinh vũ đến một chuyến, chỉ ít cũng là sự tình một hai tháng, tốn thời gian quá lâu, thứ hai mời thần dễ tiễn thần khó, lãnh thổ là mỗi thế lực coi trọng nhất. Nếu chiếm lĩnh một khối thổ địa, vậy liền có thể vận dụng quốc thế, tăng thực lực quân đội lên một đoạn dài. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, hai đế triều đều không muốn có đế triều thứ ba bước lên vân đính tinh. Mà tình huống trước mắt còn không có đạt đến tình trạng không thể vãn hồi, hai đế triều hoàn toàn chịu nổi. Có tin tức báo lại, minh giới vẫn ở trong chiến trường hai giới tìm kiếm cái gì đó, điều này làm cho mọi người càng thêm tin chắc, minh giới không phải vì chiếm lĩnh vân đính tinh mà đến, mà là vì bảo tàng nơi này. Mà một tin khác, là tạ Đông Lai còn không chết, bị bắt làm con tin, để tạ ra trả lượng lớn chân nguyên thạch đi chụp người. Lăng Hàn kinh ngạc, mạng của người này cũng lớn quá rồi, cái này cũng không chết. Ngẫm lại, lúc đó tạ Đông Lai dùng một tấm thần phù thoát thân, bị hắn nổ xuống, sau đó bị cường giả minh giới bắt. Đại khái cường giả minh giới kia cũng nhìn thấy tạ Đông Lai sử dụng thần phù, cho rằng hắn tất nhiên có thân phận lớn, mới sẽ nghĩ tới bắt hắn làm hàng hóa. Hiện tại Lăng Hàn thành người may mắn còn sống sót không nhiều, rốt cục vẫn có chừng 11 người trốn ra vòng vây, mỗi người đều mắng chết tạ Đông Lai, nếu không phải tên này khư khư cố chấp, làm sao có khả năng để bọn họ rơi vào hiểm cảnh, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Có điều, người của tạ gia hiển nhiên rất am hiểu điều khiển dư luận, lập tức có dư luận ngược lại xuất hiện, cho rằng tạ Đông Lai là dũng sĩ, có thể làm được việc người khác không thể, một lòng giết địch, đoạn hậu cho những người khác thắng được sinh cơ, không tiếc chiến đến cuối cùng, thân hãm địch doanh. Bị bắt làm con tin cũng có thể nói lẽ thẳng khí hùng như vậy, cũng chỉ có thế lực lớn như tạ ra mới có thể không biết xấu hổ làm, nhưng tạ ra ra tiếng, ai dám có âm thanh ngược lại. Tạ Đông Lai liền trở thành anh hùng, mà anh hùng đương nhiên không thể tùy tiện hy sinh, tạ ra biểu thị đồng ý điều kiện của minh giới, lấy ra lượng lớn chân nguyên thạch chuộc tạ Đông Lai trở lại. Chỉ là tạ ra tạo tạ Đông Lai thành anh hùng là một chuyện, trong gia tộc nghĩ như thế nào lại là một chuyện khác, lần này để bọn họ xuất huyết nhiều, tạ ra há có thể không có trừng phạt. Tạ Đông Lai lập tức bị triệu hồi về gia tộc, còn xử trí như thế nào liền không phải người ngoài có khả năng biết. Lăng Hàn cảm khái, cái này cũng không thể giết chết tạ Đông Lai, lẽ nào ra hỏa kia thuộc loài gián sao? Nhưng hắn lại không biết, tạ Đông Lai đối với hắn càng hận đến xương tủy, nguyên bản là mưu kế không có sơ hở nào, nhưng lại đứt cánh ở trong tay Lăng Hàn, còn làm hại địa vị của mình ở tạ ra xuống dốc không phanh, từ đây trở thành nhân viên ngoài lề. Hai chi quân đội đối lập, thỉnh thoảng sẽ bạo phát đại chiến, mà hai tháng sau, minh giới đột nhiên có mục tiêu rõ rệt, bắt đầu điên cuồng tấn công tử nguyệt quân đoàn. Tuy tam đại quân đoàn liên hợp tác chiến, nhưng hiển nhiên không thể quấy giày pha trộn, bởi vậy mục tiêu công kích của minh giới liền vô cùng rõ ràng, bọn họ nhìn chằm chằm tử nguyệt quân đánh. Để chứng minh điểm này, tam đại quân đoàn còn cố ý phân tán một chút, kết quả càng thêm rõ ràng. Lẽ nào minh giới muốn nữ nhân của thần giới, hơn nữa còn là lượng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người suy đoán dồn dập có một loại thuyết pháp rất có thị trường, chính là minh giới muốn những nữ nhân này, là vì sinh ra đời sau có thể có huyết thống của minh giới, thần giới, những người này sẽ nắm giữ năng lực thích ứng quy tắc hai giới. Một số năm sau, những người này đánh trở về, có thể dễ dàng thẩm thấu tiến vào thần giới, cho thần giới một đòn chí mạng. Thuyết pháp này rất đáng sợ, vừa nghe cũng rất hợp lý, nhưng suy nghĩ thêm, lại sơ hở trăm chỗ. Chương 1361, qua giới. Trước tiên không nói phải chuẩn bị bao nhiêu năm, chỉ nói những nữ nhân này tiến vào minh giới sẽ bị chậm rãi đồng hóa, cũng như nhóm hài tử đầu tiên sinh ra đồng thời nắm giữ quy tắc hai giới, hơn nữa còn phải ở trong chiến trường hai giới, nếu không nhất định sẽ bị quy tắc minh giới đồng hóa. Chỉ một nhóm người như vậy, có thể hiện ra bao nhiêu thiên tài? Không phải thiên tài, vậy trà trộn vào thần giới có thể sản sinh ra bao nhiêu lực phá hoại? Hơn nữa, minh giới thật có thể tin tưởng những hài tử kia lấy ra toàn bộ tài nguyên tiến hành bồi dưỡng sao? Chí ít, Lăng Hàn Việt không tin tưởng hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng trong tử nguyệt quân có một con tiểu thú mà con tiểu thú kia đến từ minh giới như thế vừa vặn đại quân của minh giới nhìn chòng chọc tử nguyệt quân đánh nếu như là vì con tiểu thú kia thì sao tuy khó mà tin nổi con tiểu thú kia vẻn vẹn chỉ có thể chọc trò mà thôi nhưng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao con thú nhỏ này xuất hiện không bao lâu minh giới liền quy mô xâm lấn hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào tử nguyệt quân quăng trừ tất cả không thể vậy bất luận kết quả khó mà tin nổi thế nào cũng chính là chân tướng. con tiểu thú kia không đơn giản lại có thể để minh giới điều động trận chiến lớn như vậy, chết vô số mạng người. tại sao không nói rõ, trực tiếp để thần giới giao tiểu thú ra? rất đơn giản, một khi để thần giới ý thức được tiểu thú phi phàm, vậy nhất định sẽ đầu cơ kiếm lợi. đến thời điểm ấy phải trả giá liền không chỉ là chết nhiều người, mà có khả năng sẽ càng nhiều, càng nhiều. lang hàn không khỏi khiếp sợ, tiểu thú đến tột cùng trọng yếu cỡ nào? mới sẽ làm minh giới không tiếc đánh đổi muốn đoạt lại như vậy. Tuy tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán, nhưng hắn có tự tin rất lớn, đây chính là chân tướng minh giới xâm lấn, cái khác mặc kệ là bảo tàng, cướp nữ nhân đều là vô căn cứ. Thế nhưng, lời giải thích điên cuồng như vậy lại có ai sẽ tin tưởng hắn? Chỉ là một con tiểu thú sơn hà cảnh, có thể xúc động đại chiến như thế sao? Thực sự là chuyện cười, Lăng Hàn muốn đi thông báo Tử Nguyệt thần nữ, nhưng ngẫm lại càng không thích hợp. Theo cái nhìn của hắn, dù đuổi tiểu thú về minh giới, vậy minh giới tự nhiên sẽ lùi binh, dù cho hắn đoán sai, cũng không mất mát cái gì. Nhưng nếu tử nguyệt thần nữ tin tưởng lời giải thích của hắn, bắt tiểu thú uy hiếp minh giới thì sao đây? Có khả năng sẽ để quy mô chiến tranh thăng cấp, suy đoán như vậy đến từ chính minh giới, từ đầu đến cuối không có tiết lộ bọn họ muốn tìm cái gì, chính là không muốn để cho tiểu thú trở thành nhược điểm, thậm chí để cho mấy người cực đoan, sát hại tiểu thú. Cầm tiểu thú uy hiếp đối phương, có khả năng đưa đến hiệu quả ngược cực cao, để minh giới điên cuồng. Lăng Hàn quyết định lén lút hành động, tới tìm Thiên Phượng thần nữ, hai người cùng một chỗ đuổi tiểu thú về minh giới, kết thúc cuộc chiến tranh này, bằng không chỉ sẽ để càng nhiều người chết oan uổng. Bởi vì quân danh của bọn họ tử thương nặng nề, nên tạm thời không có nhiệm vụ cho bọn họ, cũng không có chia bọn họ vào binh doanh khác, cho bọn hắn tự do tương đối. Lăng Hàn dễ dàng liền rời nơi đóng quân, tới trước Tử Nguyệt quân. Nhưng Tử Nguyệt quân hắn liền tiến vào không được. Nơi này quân kỳ nghiêm minh, dù cho Lăng Hàn có lệnh phù của tử nguyệt thần nữ cũng vô dụng, bởi vì hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Cũng may hiện tại Lăng Hàn cùng tử nguyệt quân lăn lộn quen mặt, vừa vặn gặp phải đám tiểu cô nương lúc trước, nhờ các nàng đi thông báo thiên phượng thần nữ, một lát sau, thiên phượng thần nữ liền xuất hiện. Nàng ôm tiểu thú, nhưng để Lăng Hàn kinh ngạc là, trên người tiểu thú lại không có xuất hiện một chút xíu khí thức tạ ác, thật giống như chính là yêu thú sinh trưởng ở địa phương thần giới. Nếu không phải Lăng Hàn tận mắt nhìn thấy, Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi tên tiểu tử này đến từ Minh giới. Cái này càng thêm khẳng định suy đoán của Lăng Hàn, tiểu thú bất phàm. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Phượng thần nữ hỏi, Lăng Hàn gật gù, lấy thần thức truyền nhiệm, đem phân tích cùng suy đoán của mình nói cho đối phương biết. Thiên Phượng thần nữ đầu tiên là khiếp sợ, cảm thấy chuyện này quả thật hoang đường, nhưng nàng cũng không tin Lăng Hàn suy nghĩ lung tung mà nói. Ngươi chắc chắn chứ? Có ít nhất 8 phần 10. Lăng Hàn gật đầu, đi thiên phượng thần nữ hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm lăng hàn nếu lăng hàn nói chắc chắn nàng liền lựa chọn tin tưởng hai người rời nơi đóng quân bước về nơi sâu xa của chiến trường hai giới vòng qua tuyến phong tỏa của minh giới dù sao chỗ này quá lớn minh giới cũng không thể hoàn toàn phong tỏa nơi đây thiên phượng thần nữ có thể tạm thời rời nơi đóng quân nhưng thời gian không thể quá dài nếu không sẽ bị xem là đào binh mà lăng hàn nếu không phải binh doanh hiện tại đã thủng rỗng kêu to hắn cũng sẽ chịu đến hạn chế rất lớn người đi về trước đi ta đưa nó qua minh giới lang hàn nói thiên phượng thần nữ tràn đầy lo lắng ở trong mắt sinh linh thần giới minh giới là nguy hiểm nhất đâu đâu cũng có ác ma ăn thịt người hơn nữa tuy lang hàn thiên phú chắc việt nhưng dù sao chỉ là nhật nguyệt cảnh chung cực vị hiện tại minh giới quy mô lớn xâm lấn cường giả vô số đi vào minh giới sẽ nguy hiểm cỡ nào yên tâm người quên ta còn có hắc tháp sao lang hàn cười nói nếu biết còn có một tiên vực hắc tháp là tiên khí, nó thật phát huy, ngay cả thánh nhân cũng có thể đè chết. Chỉ là như thế, tiên vực chắc sẽ bị kinh động, sẽ có đại năng chân chính đến đây tìm kiếm hắc tháp, đến thời điểm đó coi như lăng hàn trốn vào trong hắc tháp cũng có thể gặp tao ương. Bởi vậy, hắc tháp có thể không dùng vẫn là tận lực không nên dùng. Thiên phượng thần nữ suy nghĩ hồi lâu, vẫn giao tiểu thú cho lăng hàn, cái này làm tiểu thú gấp đến độ kêu loạn, cũng không biết là bỏ không được rời thiên phượng thần nữ, hay là sợ bị lăng hàn làm thịt hầm canh lăng hàn không cho tiểu thú này làm núng một tay tóm lấy sau đó thân hình bay nhanh hiện tại người hai giới đều ở nơi đối lập nơi này ngược lại không ai lăng hàn rất dễ dàng liền thâm nhập đến khu vực trung tâm chiến trường hai giới nơi này đã biến thành hỗn độn không gian cực kỳ hỗn loạn bởi vì đây là điểm liên thông của hai thế giới phương hướng ở đây liền mất đi ý nghĩa lăng hàn kiên định đi tới ở đây quy tắc hai giới phát sinh va chạm nghiêm trọng nhất dồn dập hóa thành hư vô bởi vậy ở đây là không thể tuyên chuyển quy tắc thiên địa, lực lượng thành sức chiến đấu duy nhất. chương 1362, Minh Giới Lùi binh. Nhưng đi về phía trước một chút, quy tắc xuất hiện lại, mà ở trước mặt Lăng Hàn, cũng xuất hiện một mảnh không gian hoàn toàn khác lạ. Kỳ thực cũng là một mảnh tinh vũ, nhưng Lăng Hàn có loại cảm giác, hoàn toàn không hợp tinh không của thần giới. Đây là quy tắc biến hóa, Lăng Hàn hơi suy nghĩ, khi tức thuộc về ma chủ bốc lên, bao phủ toàn thân hắn. Hiện tại, dù là ai nhìn thấy hắn cũng cho rằng hắn là người trong minh giới, khi thế ấy cùng sinh linh thần giới là hoàn toàn khác nhau. Tiểu thú cũng phát sinh biến hóa, tỏa ra khí thức đặc hữu của minh giới, quả nhiên như tắc kè hoa vậy, có năng lực thích ứng hoàn cảnh. Lăng Hàn giật mình, đây rốt cuộc là cái giống gì, tại sao quái lạ như vậy? Thu, thu, tiểu thú nhìn Lăng Hàn vung chảo múa chảo, tựa hồ đang tức giận hắn để cho mình rời xa thiên phượng thần nữ. Này này này, kia là thê tử của ta, nên ghen là ta mới đúng lăng hàn cười nói xèo một bóng người bỗng nhiên hiện lên lăng hàn căn bản không có ý thức được hắn là làm sao xuất hiện thật giống như nguyên bản liền ở ngay đây chỉ là lăng hàn vẫn không có phát hiện mà thôi đây là một nam tử khôi ngô ngang dài ba trượng bắp thịt cả người như nham thạch cao cao nhô lên tỏa ra lực lượng đáng sợ chỉ là khẽ động không khí cũng bị nổ tung rất tốt rất tốt tiểu chủ rốt cuộc tìm trở về tên nam tử này cười to lộ ra vẻ vui mừng hắn đưa tay chộp một cái tiểu thú liền lọt vào trong bàn tay của hắn. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn gật gù nói, tiểu tử, người lập công lớn, bản tọa phải lập tức mang tiểu chủ trở lại, không kịp khen thưởng ngươi, như vậy đi, tín vật này ngươi cầm, tự mình đến loạn ma cung lĩnh thưởng. Hắn ném ra một lệnh bài màu bạc cho Lăng Hàn, sau đó nhanh chân bước đi, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Lúc này Lăng Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, ở dưới khí tức áp chế của đối phương, hắn hầu như ngay cả thở cũng không được. Hằng hà cảnh, quả nhiên, Mục tiêu của Minh giới là tiểu thú, hơn nữa, ngay cả cường giả Hằng Hà cảnh cũng phải xưng một tiếng tiểu chủ, đây ý tứ là tiểu chủ nhân sao? Khó trách bọn hắn muốn phát động chiến tranh, thân phận của tiểu thú quá trọng yếu. Minh giới lui binh, chính như cuộc chiến tranh này phát động đến không hiểu ra sao, kết thúc cũng cực kỳ đột ngột. Nhưng chiến tranh kết thúc, người người hân hoan vui sướng, lại há có thể quan tâm tại sao? Thời điểm lang Hàn trở về, liền nhìn thấy nhiều đội binh sĩ của Minh giới trở về mà hắn bởi vì bao phủ trong khí thức của ma chủ, bị người của minh giới xem như đồng loại, không hoài nghi hắn chút nào. Hắn không né tránh, rừng dưng tiến lên, ngược lại chiến tranh kết thúc, tất cả trở lại quỹ tích bình thường, nên ở đây rèn luyện vẫn ở chỗ này rèn luyện, nên tìm giới linh thạch thì tìm giới linh thạch. E là đại bộ phận binh sĩ minh giới cũng không biết vì sao lại phát động chiến tranh lớn như vậy, bằng không khó tránh khỏi nhiều người nhiều miệng, tiết lộ bí mật. Chân chính biết tại sao, vẹn vẹn giới hạn ở cao tầng minh giới phát động cuộc chiến tranh này, làm sao cũng phải là tinh thần cảnh. Lang Hàn nghĩ đến thời điểm minh giới vừa xâm lấn, tên Bạch Y cường giả kia từng muốn hỏi hắn một vấn đề, mà mặc kệ kết quả ra sao cũng sẽ giết chết hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là muốn hỏi hắn có thấy tiểu thú hay không. Nếu như lúc đó hỏi rõ ràng, có thể sẽ không có chiến tranh kế tiếp, chết nhiều người như vậy. Lang Hàn lắc lắc đầu, quá nhiều quá nhiều người đều là đánh một trận đần độn u mê. Hắn trở lại quân doanh, chỉ thấy tất cả mọi người vung tay hoan hô, đặc biệt là người tầng dưới chót, mỗi một người đều hưng phấn không thôi. Chiến tranh vô tình, ở trong chiến đấu dễ dàng chết nhất đương nhiên là người thực lực thấp kém, bọn họ là bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, thậm chí ngay cả di thư cũng viết xong, vạn nhất chết trận cũng có người mang về quê nhà. Hiện tại chiến tranh đột nhiên kết thúc, người người đều có loại vui mừng trở về từ cõi chết. Nhưng đại quân vẫn không có giải tán, bởi vì không thể xác định minh giới có phải là làm dáng chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác lại giết cái hồi mã thương hay không. Lăng Hàn lại biết, minh giới không thể giết trở về, sẽ giống như trước, mọi người ở chiến trường hai giới rằng co, ta phòng bị ngươi giết tới, người phòng bị ta giết tới. Hết thảy tất cả là vì một con tiểu thú, dù cho hiện tại Lăng Hàn thổ lộ chân tướng, cũng tuyệt không có một người tin tưởng, ngoại trừ thiên phượng thần nữ. Chính bởi vì minh giới lùi binh đến không hiểu ra sao, nên mọi người đều suy đoán, minh giới đã thu được bảo tàng bọn họ đang tìm, sau khi mở ra, cầm về minh giới nghiên cứu. Thuyết pháp này rất có thị trường, có chút phần tử cực đoan thậm chí nói muốn phản công minh giới, đoạt lại bảo tàng. Người tham rất nhiều, người thông minh lại ít, giết vào minh giới, vậy phải ở dưới quy tắc thiên địa của minh giới chiến đấu, càng thâm nhập sức chiến đấu càng giảm mạnh, vậy thì quá nguy hiểm. Phải biết minh giới không phải không có sáng thế cảnh, hàng hà cảnh, cao thủ đồng dạng như mây. Hơn nữa, chống lại minh giới xâm lấn là trách nhiệm của tất cả mọi người, là chính nghĩa, không cho chối từ, nhưng nói đến muốn phản công minh giới, vậy thì thành ép buộc rồi, phải chờ giá trị vũ lực của vân đính tinh cực kỳ mạnh mẽ, sau đó mới có thể bành trướng đến đi xâm lấn minh giới. Bởi vậy, phản công cũng chỉ là nói mà thôi, đại bộ phận người cho rằng cấp độ võ đạo của vân đính tinh còn chưa đủ nghiền ép minh giới, phản công chỉ có thể nguyên khí tổn thương nặng nề. Sau 10 ngày, tử Nguyệt Quân, Trường Phong Quân, La Hán Quân tất cả về nơi đóng quân, tán binh giải tán, mà bộ đội đến đây tăng viện cũng dẹp đường hồi phủ một hồi đại chiến rốt cuộc tuyên cáo kết thúc. Coi như là vô số năm sau, thần giới vẫn có người không rõ, lúc trước tại sao minh giới lại phát động cuộc chiến tranh này, không công để song phương trả giá thảm trọng. Mà chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, là bởi vì một tiểu thú bướng bình thích chơi, đi nhầm vào chiến trường hai giới. Mà nếu không phải tiểu thú gặp được thiên phượng thần nữ, chỉ gặp một mình lăng hàn, phỏng chừng đã bị giết làm canh thịt. Như vậy, minh giới sẽ cực kỳ điên cuồng, hủy diệt toàn bộ vân đính tinh cũng không phải là không có khả năng. Lăng Hàn lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tham ăn ăn chết một tinh cầu, vậy có phải xem như là cảnh giới tối cao của kẻ tham ăn không? chương 1363, đội hình mạnh nhất của ngũ tông thượng. Thiên phượng thần nữ là một quân nhân, có thời hạn đi lính, gần như còn 2 năm, vừa vặn là thời điểm thiên kiêu hội của hai giới. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không vội rời đi, tiếp tục ở trong chiến trường hai giới tìm kiếm giới linh thạch. Có điều, ngũ tông cũng khôi phục lệnh truy sát hắn. Lại nói, Lần này minh giới thần giới chết mất mấy trăm ngàn võ giả, mà tính đến môn phái cụ thể, ngũ tông tuyệt đối là hao tổn nặng nề nhất. Bởi vì bọn họ cơ hồ điều động hết thảy nhật nguyệt cảnh đến nơi này, lại không thể làm đào binh, toàn bộ lên chiến trường một lượt. Nhân số nhiều, người chết tự nhiên cũng nhiều, để cao tầng ngũ tông đều đẫm máu và nước mắt, quá con mẹ nó thiệt thòi. Nhưng lang hàn lại không thể không giết, người còn lại vẫn còn đang tìm kiếm khắp nơi, không ngừng triển khai truy sát. Nguyên bản ngũ tông tổng cộng phát động gần 2.000 người, tất cả đều là nhật nguyệt cảnh, nhưng hiện tại đã giảm mạnh đến 1 ngàn mốt, đại bộ phận chết ở trong chiến tranh, số ít là bị lăng hàn giết chết. Ngũ Tông lại điều động đến vài cường giả, đều là đại viên mãn đỉnh cao, thậm chí còn là thiên tài nhị tinh trở lên. Chỉ là thiên tài như vậy Ngũ Tông cũng không có bao nhiêu, bằng không lăng hàn liền đau đầu. Sau một lần thoát khỏi truy binh, lăng hàn tiến vào hắc tháp. Thời gian lại qua ba tháng, có thể tiến hành tiên diễm rèn thân rồi. Lăng Hàn kìm nén một hơi, dứt khoát nhảy vào trong lò, sau ba ngày, thân thể của hắn từ không đến có, biến thành dáng dấp gần như hơn một tuổi. Tiến bộ rất nhanh, tiểu tháp tự đáy lòng nói, rất hiếm khi không có trào phúng lăng hàn, mà dành cho hắn tán dương. Lăng hàn mỉm cười, hắn quá khát vọng mạnh mẽ, ở dưới áp lực như vậy, ngay cả lĩnh ngộ bất diệt thiên kinh cũng nhanh hơn rất nhiều, ở dục hỏa trùng sinh đạt được tiến bộ rất lớn. Hắn ăn một viên cuồng giã huyết linh đan, bắt đầu bế quan ở dưới luân hồi thụ. Lần này, hắn không định ra ngoài, luôn bị ngũ tông truy sát, cái này quá khó chịu, hắn muốn một hơi sông đến mức độ có thể nghiền ép người mạnh nhất của ngũ tông, xả cơn giận này. Sau ba ngày, hắn luyện hóa xong cuồng giã huyết linh đan, tu vi bước vào trung cực vị đỉnh cao. Tích lũy mấy năm, hắn sẽ sung kích đại cực vị. Dưới luân hồi thụ, năm tháng như thoi đưa, nhưng Lăng Hàn vẫn dùng 43 ngày mới thu được đủ tích lũy, ra hắc tháp độ thiên kiếp, cái này ngược lại là một việc nhỏ, hắn chủ động phá nát thần cốt, tăng thể phách lên, cũng quan sát thiên kiếp, hóa thành lĩnh ngộ của bản thân. Bắn ra, hắn giơ tay phải lên, có một ánh chấp đáng sợ phun trào, mà ở trên lòng bàn tay thình lình có thần văn màu xanh lam đang phát sáng. Thần văn này nhìn như một tia chớp, nhưng cẩn thận xem, lại tựa hồ bao hàm hàng trăm triệu văn tự, vừa nhìn sẽ khiến đầu óc người ta choáng váng. Đây chính là quan sát thiên kiếp mà thu được ý chí võ đạo, lấy hình thức thần văn cụ hóa ra, chỉ có lăng hàn mới có thể xem hiểu, bởi vì đây là lĩnh ngộ của hắn, mà những người khác nhìn lâu chỉ có thể thổ huyết. Ngay cả thánh nhân cũng không cách nào tìm hiểu, đây là bí pháp chỉ thuộc về Lăng Hàn. Rốt cuộc có tiến bộ thực chất, Lăng Hàn đại hỷ, tuy trước hắn cũng có thể tỏa ra thiên uy, vận dụng lực lượng thiên kiếp, nhưng không có hình thành thần văn, cũng chính là lĩnh ngộ không đủ, còn không cách nào hình thành sức chiến đấu độc lập. Hắn vung tay lên, một tia chớp bổ ra, chém một ngọn núi cao phía trước thành hư vô. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại Lăng Hàn là hóa thân của thiên kiếp, nắm giữ năng lực thi triển thiên kiếp, chỉ là uy lực thiên kiếp của hắn đương nhiên không thể so với thiên địa, nhưng so với tu luyện giả lôi hệ khác mà nói, lại cường đại hơn rất nhiều lần. Tiếp tục bế quan, lần này ta muốn sông lên đại viên mãn. Lăng Hàn quyết tâm, chỉ cần đạt đến đại viên mãn, lấy sức chiến đấu của hắn liền có thể quét ngang bất kỳ một tên cường giả nào của ngũ tông. Hắn bắt đầu bế quan, dưới luân hồi thuộc tìm hiểu, thực rất tẻ nhạt, liền đi luyện chế một chút đan dược, ngược lại đan dược cấp 8 cực kỳ hao tổn thời gian, luyện một lần liền nửa tháng, chỉ luyện mấy lần là ba tháng trôi qua. Tiên diễm rèn thân, ăn cuồng giã huyết linh đan, sau đó tìm hiểu, tìm hiểu lại tìm hiểu, chớp mắt một cái, một năm lặng yên trôi qua. Lăng Hàn rốt cục bước vào đại viên mãn, chuyện này ý nghĩa, thể phách của hắn đạt đến trên thần thiết cấp 8, dưới cấp 9, chỉ là sức phòng ngự liền để hắn ở trong nhật nguyệt cảnh hầu như vô địch. Mà hiện tại hắn cũng có thể ở sau tiên diễm rèn luyện, khôi phục lại dáng dấp 4 năm tuổi, cái tiến bộ này cực kỳ kinh người, ngay cả tiểu tháp cũng trà trà tán thưởng, cho rằng hắc tháp chi chủ phục sinh cũng không thể làm được tốt hơn Lăng Hàn. Điều này làm cho Lăng Hàn thụ sủng nhược kinh, hắn lại có thể so với chủ nhân cũ của hắc tháp. Ha ha, người suy nghĩ nhiều, Thánh Tôn là kỳ nhân sáng lập bất diệt thiên kinh, mà sáng tạo một môn tuyệt thế thiên kinh, tự nhiên gặp gành chắc trở, không thể một lần là xong, bằng không lấy thiên tư của Thánh Tôn, nhiều nhất bị tiên diễm đốt luyện 10 lần, liền có thể đạt đến mức độ tiểu thành. Tiểu tháp lại đả kích lăng hàn đi, Lam Hàn giơ ngón giữa, cái tháp kiêu ngạo này luôn thích đối phó hắn. Có điều, rốt cục đạt đến đại viên mãn, là thời điểm hắn ra ác khí. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng có thể trấn áp Thiên Phượng thần nữ. Kha kha, kha kha kha. Hung bà nương, chờ coi đi. Lam Hàn vững chắc cảnh giới một chút, bắt đầu nghênh ngang về Lang Nha Thành, hắn nhặt được rất nhiều giới linh thạch, còn luyện không ít đan dược, có thể lấy ra bán, đổi lấy thần thiết tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm. Cái này là mục tiêu chính yếu nhất của hắn. Hắn một đường rêu rao, đúng như dự đoán, để người của Ngũ tông phát hiện, rất nhanh, một tấm lưới vây quanh hình thành, cao thủ dồn dập tới, bao quanh vây nhốt hắn. "Hảo tiểu tử, lại còn dám ngênh ngang xuất hiện như thế, tuy lập trường của chúng ta không giống, nhưng ta vẫn không thể không khâm phục." Một nam tử vung kiếm, tỏa ra kiếm ý kinh người. "Đây là một vị cử phách của Thiên Kiếm cung, tên Hàn Phong, từ trăm vạn năm trước liền đạt đến Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao." bản thân là thiên tài tứ tinh, lại trải qua trăm vạn năm tích lũy, tuy tu vi không có tiến thêm một bước nữa, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. chương 1364, đội hình mạnh nhất của ngũ tông hạ. Có một cái thuyết pháp như thế này, chính là ai có thể đỡ được một kiếm của Hàn Phong, vậy ở trong nhật nguyệt cảnh có thể xưng một tiếng cường giả, đủ để liệt vào trăm vị trí đầu. Cái này đương nhiên có chút khuếch đại, dù sao cõi đời này còn có thiên tài tu thành cực cảnh, nhưng thiên tài như vậy lại không có giao thiệp gì với Hàn Phong, không thể luận bàn giao thủ, bởi vậy tiếng tăm của Hàn Phong ở trong nhật nguyệt cảnh rất lớn. Ngay cả vương bài cao thủ như vậy cũng phát động rồi, có thể thấy được ngũ tông quyết tâm muốn làm thịt lang hàn như thế nào. Không chỉ Hàn Phong, còn có tiền ý của tuyệt đao tông, vân phượng tông tích hoa cung chủ, thanh lôi tông thượng quan y y, địa long tông thiết vô nhai, đều là tồn tại không kém Hàn Phong bao nhiêu, thuộc về đại nhân vật của mỗi một tông. Nhưng hiện tại, những đại nhân vật này toàn bộ xuất hiện. Lang hàn biến mất càng lâu, ngũ tông lại càng hoảng, thực lực của tiểu tử này tiến triển cực nhanh, trời mới biết để hắn vắng lặng 10 năm 8 năm, lại xuất hiện có phải đã là cường giả đại viên mãn hay không. Đại viên mãn, thượng quan y y nhíu mày, nàng là một lão ẩu, nhưng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn vẫn có thể thấy được đường viên mỹ lệ, có thể thấy được năm đó tất nhiên là một tuyệt sắc, chỉ là thời gian không tha người, hồng nhan lại đẹp cũng có một ngày già đi. Ngũ tông gần như chừng trăm người đều lộ ra vẻ kiêng rè, bọn họ lo lắng sau khi lăng hàn biến mất, lúc tái hiện liền bước vào đại viên mãn, mà lo lắng như vậy hiện tại đã biến thành hiện thực thời gian còn ít đến để bọn họ không thể nào tiếp thu được vẹn vẹn chỉ một năm mà thôi thời điểm ở quân doanh nhìn thấy lăng hàn hắn còn chỉ là trung cực vị hậu kỳ vậy thì như thế nào hàn phong ngạo nhiên nói hắn có niềm tin vô địch thần kiếm trong tay có thể chém bất luận nhật nguyệt cảnh nào không sai lần này chúng ta không chỉ phát động người mạnh nhất hơn nữa còn mang theo vài món chí bảo chẳng lẽ còn không thể tiêu diệt người này tích hoa cung chủ lạnh lùng nói năm đó nàng cũng là một mỹ nhân đáng tiếc bây giờ giống như thượng quan y y mặt đầy nếp nhăn không còn thanh xuân nữa các vị trước để cho bản tọa đến đánh trận đầu đi hàn phong xin chiến bốn người thượng quan y y nhìn lẫn nhau đều gật đầu hàn phong ở trong ngũ tông được xưng là đệ nhất cao thủ sức chiến đấu xác thực vô song đương nhiên sức chiến đấu cao cũng không có nghĩa là sinh tử ác chiến cũng nhất định có thể sống đến cuối cùng ở điểm này bốn người đều rất có tự tin mình mới là người sống sót cuối cùng Hàn Phong nhanh chân đi ra, trong tay cầm kiếm, cả người phóng thích kiếm ý, hóa thành thực chất, ong ong ong, phía sau hắn xuất hiện một vòng kiếm, hình thành một vòng tròn, mũi kiếm đều hướng ra phía ngoài, sau đó lại hình thành vòng thứ hai, vòng thứ ba, trong nháy mắt chính là mấy trăm vòng, ngưng tụ hơn vạn đạo kiếm ảnh. Phốc, phụ cận có rất nhiều đệ tử của ngũ tông lập tức thổ huyết, dù cho là nhật nguyệt cảnh thì đã làm sao, căn bản chịu không được kiếm ý như vậy. Hàn Phong có thể được gọi là người số một trong nhật nguyệt cảnh của ngũ tông, cái này không phải thổi ra. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, không để ý chút nào. Đừng nói sức chiến đấu của hắn hiện tại đã không kém đối phương bao nhiêu, chỉ là thể phách của hắn liền quyết định Hàn Phong căn bản không tổn thương được một sợi tóc. Nếu như đối phương tu đến nhật nguyệt cực cảnh, thậm chí đỉnh cao, vậy Lăng Hàn sẽ nhíu mày một cái, dù sao kia là sức chiến đấu có thể sánh ngang tinh thần cảnh. Ồ, này không phải Lăng Huynh sao? Trong một tiếng cười to, chỉ thấy một bạch y nhân tách mọi người đi ra, trên mặt còn che một mảnh vải bố, bao kín cả khuôn mặt. Nhìn hắn nhẹ đi tới, người không biết còn cho rằng hắn là người của Ngũ tông, nhưng người của Ngũ tông lại sợ vãi tè, bởi vì người nọ đi tới, mang theo khí thế vô thượng, bọn họ căn bản không ngăn được. Không đúng, không phải không ngăn được, mà hoàn toàn không có cách nào chặn, chỉ cảm thấy ở trước mặt đối phương, mình nhỏ yếu như một con kiến. Vô Diện huynh, Lăng Hàn cười ha ha, ánh mắt đảo qua, lập tức nói: Chúc mừng vô diện huynh, rốt cục bước ra một bước quan trọng. Đối phương, đạt đến nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao. Kỳ thực, Lăng Hàn cũng không thể nhìn thấu tu vi của vô diện. Nhưng trước đó đối phương tự nhận là cực cảnh hậu kỳ, sau đó lại bế quan xung kích cực cảnh đỉnh cao. Hiện tại người này chạy đến, khí tức lại mạnh mẽ hơn một đoạn dài, nói rõ đối phương khẳng định đã thành công. Không phải cực cảnh đỉnh cao thì là cái gì? Người của ngũ tông vừa giận vừa sợ, vào lúc này tại sao có thể có một người ngoài xuất hiện, hơn nữa còn là bằng hữu của Lăng Hàn. Mà người này, tựa hồ rất mạnh rất mạnh, vô diện cười cợt nói, cùng Lăng huynh thảo luận một phen, đã cho ta đủ cảm ngộ. Ha ha, Lăng huynh, có thời gian, chúng ta lại thảo luận một phen. Hắn tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không để nhân mã của Ngũ Tông ở bốn phía vào trong mắt. Trên thực tế, hắn quả thật có tư cách như vậy, đã tu đến cực cảnh đỉnh cao, hắn tương đương với một cường giả tinh thần cảnh. Cường giả tinh thần cảnh sẽ quan tâm Nhật Nguyệt cảnh sao? số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể bù đắp được đại cảnh giới lang hàn khẽ mỉm cười nói vô diện huynh trước ở một bên chờ để ta giải quyết những người này trước đã ta giúp ngươi được không ánh mắt của vô diện đảo qua có vẻ vô cùng dễ dàng không cần lang hàn lắc đầu được rồi vô diện gật gù đi tới một bên ngồi xuống đám người hàn phong đều giận dữ tuy vô diện không có hiển sơn lộ thủy nhưng vẫn có thể nhìn ra thực lực cường hãn đến kinh người bởi vậy nếu hắn không gia nhập chiến đấu, vậy vẫn là không nên trêu chọc mới tốt. Hiện tại trọng điểm là giết chết Lăng Hàn, trừ đi một cái hỏa tâm phúc của Ngũ Tông. Nhận lấy cái chết, Hàn Phong trước tiên ra tay, một kiếm giật động, vù, kiếm luân phía sau cùng nhau nổ tung, vạn đạo kiếm ảnh bắn về phía Lăng Hàn. Vô diện không khỏi gật đầu nói, thực lực người này không yếu, tuy lực lượng chỉ là tứ tinh, nhưng kiếm thuật cực cao, nếu như ta chỉ vừa tu thành nhật nguyệt cực cảnh, không hẳn là đối thủ của hắn tu ra cực cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của Hàn Phong. Đây chính là một đánh giá cực cao, cũng nói rõ một đạo lý. Cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Trường 1365, một mình đấu Hàn Phong. Ngàn vạn kiếm ảnh đánh về phía Lăng Hàn, mỗi một đạo kiếm ảnh đều nắm giữ uy năng đánh giết nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, vạn ngàn kiếm ảnh hội tụ thành một đòn, ngay cả vương giả như vô diện cũng không dám ngạnh kháng, nhất định phải chống đỡ hoặc né tránh. Cường giả lâu năm, tuyệt đối không phải chỉ có hư danh, nhưng lăng hàn chỉ nhấc tay phải lên ngưng tụ thành nắm đấm sau đó đánh tới oanh 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 oanh, oanh kiếm ảnh đánh vào trên nắm tay của lăng hàn bắn lên vô số ánh sáng thật giống như một trận pháo hoa hoa lệ mỗi một kiếm đảo qua thân hình của lăng hàn đều bị đẩy lui về phía sau một chút khi vạn ngàn kiếm ảnh cùng nhau đảo qua lăng hàn cũng lui gần như một trăm bước nhưng chỉ đến thế mà thôi trên quả đấm của hắn thậm chí không có chút dấu ấn cái này người của ngũ tông há hốc mồm chỉ lấy lực sát thương mà nói Kiếm tu tuyệt đối là thiên tài trong cùng cấp, mà Hàn Phong càng là thiên tài trong thiên tài, thường có tên vô địch. Nhưng một kiếm toàn lực của hắn, lại bị Lăng Hàn hời hợt cản lại, điều này làm cho ai có thể không trợn mắt ngoác mồm. Nghịch thiên rồi, tiện dân của tiểu thế giới này quả thực nghịch thiên rồi. Lăng Hàn vẫy vẫy tay, cười nói, không tệ, vẫn tính có chút thực lực, có chút đau à. Chỉ là có chút đau, người của ngũ tông cũng không biết nên cười hay nên khóc chỉ ít chiêu kiếm này của Hàn Phong vẫn để cho Lăng Hàn cảm giác được đau, tuy nhiên chỉ là đau mà thôi, ngay cả phá một chút ra cũng không thể làm được. Vô diện vỗ tay cười to nói, hóa ra thể phách của Lăng Huynh còn có thể theo cảnh giới tăng lên, thực sự là không thể nào tin nổi. Phòng trừng ta phải ra tay toàn lực mới có thể đánh tan phòng ngự của Lăng Huynh. Tất cả mọi người ngơ ngác, một kiếm toàn lực của Hàn Phong cũng không thể phá ra Lăng Hàn, nhưng người này lại nói có thể chém phá phòng ngự của Lăng Hàn, đây là nói khoác hay nói thật nếu như là lời nói thật vậy thật đáng sợ một người như vậy ở bên cạnh nhìn lúc nào cũng có thể thay lăng hàn ra tay yên tâm ta sẽ không xuất thủ vô diện cười nói những cặn bã các ngươi lang huynh một người liền có thể giải quyết Đệt, nghe hắn nói như vậy người của Ngũ tông đều sinh sát ý với hắn nếu không phải kiêng kỵ thực lực của hắn mạnh mẽ hiện tại khẳng định đã có không ít người xông lên ra tay rồi ở trên địa giới của ngô tông từ trước đến giờ bọn họ hoành hành quen rồi Hàn Phong hít một hơi thật sâu nói, bản tọa chưa từng phục ai, nhưng tiểu tử ngươi, mặc dù là người bản tọa phải chém giết, nhưng bản tọa vẫn phải viết một chữ phục, có thể ở sau khi khai thiên, ngăn ngắn trong vòng 10 năm tu đến cảnh giới như vậy, còn nắm giữ chiến lực như vậy, xác thực hơn người. Không cần giả mù sa mưa như thế, Lăng Hàn lãnh đạm nói, sức chiến đấu của ta là tự mình luyện ra, ngươi thì sao? Sợ là có hơn một nửa thuộc về công của nhất giới đan đi. Lão cẩu, ngày hôm nay ta liền chém đầu ngươi, dùng để tế điện tỷ tỷ sinh linh uổng mạng. Hả, vô diện hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hàn Phong. Hắn hiển nhiên biết ba chữ nhất giới đang đại diện cho cái gì. Hàn Phong sát khí như dược trái nói, chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng, nên chết một trăm lần. Hắn điểm mi tâm một cái, phù, mi tâm nứt ra, bay ra bốn thanh thần kiếm, mỗi một thần kiếm đều trôi nổi ở quanh người hắn, tỏa ra khí tức không kém hắn chút nào nhân khí hợp nhất thần khí trong tay hắn không có dung hợp nhật nguyệt của hắn chỉ là một thần binh phổ thông theo lý mà nói nhân khí hợp nhất dĩ nhiên có thể tăng lên sức chiến đấu nhưng bản thân võ giả khẳng định phải bị suy yếu dù sao cũng là phân cách nhật nguyệt ra ngoài nhưng hàn phong rõ ràng hòa tan bốn nhật nguyệt vào trong thần khí thực lực của bản thân tựa hồ không có bị ảnh hưởng vẫn cực kỳ mạnh mẽ nhất giới đan lăng hàn thầm nói đây nhất định là nhất giới đan mang đến chỗ tốt luyện hóa ngàn tỷ sinh linh mà thành đan dược lại há chỉ tăng cao tu vi tiến cảnh đơn giản như vậy hắn cũng sát khí sôi trào dựa vào nhất giới đan đạt đến cùng cấp vô địch cường giả như vậy để hắn phỉ nhổ người đáng chết là ngươi lăng hàn gào thét vung quyền đánh tới hàn phong Vù hắn trực tiếp giật động thiên uy tỏa ra khí phách vô thượng cái này không phải khí thế của vương giả mà vượt qua vương giả ngươi lại vương giả cũng phải khuất phục trước thiên uy mà lăng hàn là đại biểu trực tiếp của thiên địa ý chí ở phương này sức chiến đấu của Hàn Phong nhất thời giảm mạnh, thiên uy của Lăng Hàn nguyên bản có thể suy yếu đối thủ một tinh cấp, nhưng theo thiên uy của hắn tiểu thành, phạm vi suy yếu liền đạt đến nhị tinh. Song phương tranh lệch ba tiểu cảnh giới nhỏ, Hàn Phong là thiên tài tứ tinh, lại thêm kiếm tu, nhất giới đan mang đến tăng lên, sức chiến đấu chân thực của hắn có thể vượt qua ngũ tinh. Mà Lăng Hàn là thiên tài lục tinh, tính cả ba tiểu cảnh giới nhỏ tranh lệch, hắn so với đối phương kém hai tinh. Nhưng thiên uy vừa ra, hai tinh này liền biến mất. Đây là một trận chiến thế lực ngang nhau, lang Hàn gào thét như sấm, oanh về phía Hàn Phong từng quyền phẫn nộ, trên nắm tay đan dệt lực lượng lôi đình, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Oanh, 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 hắn một người độc chiến bốn thanh thần kiếm, còn có bản thể của Hàn Phong, sức chiến đấu của năm cá thể đều tương đương, tùy tiện cầm một cái ra cũng có thể quét ngang toàn bộ nhật nguyệt cảnh, nhưng ở trước mặt lang Hàn lại nửa điểm thượng phong cũng không có. Ra mặt người của ngũ tông đều co giật, Hàn Phong là ngũ tông đệ nhất cao thủ, trải qua thời gian cùng năm tháng kiểm nghiệm ngay cả ở trong đại xích dương đế triều nhắc tới cao thủ nhật nguyệt cảnh hàn phong nhất định sẽ được lấy ra nói nhưng hiện tại hắn không cách nào chiến thắng một người mới vừa bước vào đại viên mãn mỗi người đều không rét mà run lẽ nào trải qua vô số năm tháng làm ác ngũ đại tông môn thật có một ngày hủy ở trong tay của lăng hàn lăng hàn phẫn nộ đến phát điên vừa nghĩ tới vạn năm trước người mình đã từng quen biết đều bị coi là vật liệu luyện thành nhất giới đan liền để hắn sát khí như sôi mà người này, chính là người nắm quyền chân chính của ngũ tông, một trong những kẻ cầm đầu thúc đẩy luyện chế nhất giới đan. Giết, trên người hắn có từng đạo thần văn tỏa ra, ý chí võ đạo thông suốt toàn thân, phóng ra uy năng vô tận. Hàn Phong ngơ ngác, chương 1366, tổ khí hiện. Sức chiến đấu của hắn xác thực không thua đối phương, nhưng người trẻ tuổi này quả thực biến thái, kiếm của hắn chém qua lại một chút cũng không thể thương tổn được đối phương, nhiều nhất chỉ cắt nát quần áo mà thôi. Chuyện này làm sao chơi? nguyên lực của hắn có hạn khi lực lượng tiêu hao hết thì làm sao bây giờ đối phương còn có thể phách đáng sợ căn bản không cần lo lắng mà hắn nói không chắc đến một sơn hà cảnh cũng có thể chém xuống sinh cơ điều này làm cho hắn sợ hãi mãnh liệt cùng tiến lên bốn người thượng quan y y hiển nhiên cũng nhìn ra lúc này ai còn sẽ chú ý đơn đả độc đấu gì dồn dập lấy ra thần binh triển khai vây công lang huynh vô diện nhẹ giọng hỏi không cần ta có thể giải quyết lang hàn tràn đầy tự tin nói tiểu tử thật cuồng, đưa ngươi xuống địa ngục, tích hoa cung chủ hừ nói, phía sau mở ra hai phượng rực dài đến trăm trượng, nhưng nhìn kỹ, màu lông trên phượng rực có chút hỗn tạp, mà thần diễm thiêu đốt cũng không đủ thuần túy. Quả nhiên, huyết mạch xa xa không bằng thiên phượng thần nữ. Câu nói này, hẳn là ta đưa cho các ngươi, Lang hàn hét dài một tiếng, sức chiến đấu toàn mở. Chín chân long hình thức ban đầu bay múa ở quanh người hắn, thể lực cùng nguyên lực hoàn mỹ kết hợp, bởi vậy không cần kỹ pháp gì, chính là đập. Phong cách chiến đấu như vậy đơn giản, thô bạo, nhưng uy lực vô cùng lớn. Oanh 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 oanh, năm đại cường giả liên thủ thì đã làm sao, ngược lại bị Lăng Hàn áp chế, liên tục lùi về phía sau. Thể phách của hắn thực quá mạnh mẽ, để hắn có thể chỉ công không thủ, nên chỉ có hắn đánh người mà thôi. Còn người mạnh mẽ đến đâu phòng thủ cũng sẽ có lỗ thủng, mà một khi xuất hiện lỗ thủng. Vậy thì là chí mạng. Oanh, Lăng Hàn một quyền nện lên mặt Thiết Vô Nhai, trực tiếp đánh bay nửa cái mặt của hắn ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng. Thiết vô nhai kêu rên, liên tiếp lui về phía sau, muốn thoát ly chiến đoàn chữa thương. Lăng Hàn lại há có thể để hắn tọa nguyện, tổn thương 10 ngón, không bằng đoạn một ngón trong đó, giết. Hắn truy kích, nhìn chằm chằm thiết vô nhai đánh, tế thần khí, Hàn Phong vội vã kêu lên. Bên cạnh, mỗi người tên đệ tử của ngũ tông một tổ, lấy ra năm thần khí, phân biệt là một thanh kiếm, một thanh đao, một chiếc gương, một cái lược cùng một cái kéo. vô thần binh hấp thu lực lượng, 50 tên đệ tử của ngũ tông nhất thời uể oải nằm trên mặt đất, sắc mặt mỗi người tái nhợt, thật giống như bệnh nặng một hồi, mà năm thần khí thì tỉnh lại, tỏa ra hung khí khủng bố. Vô diện khiếp sợ nói, Lang huynh, uy năng của năm thần binh này đều bước vào nhật nguyệt cực cảnh, chỉ ít cũng là trung kỳ, người xác định không cần ta ra tay sao. Nếu như hắn ra tay, tự nhiên có thể ung dung quyết định, nhưng lần này hắn lại không quá xem trọng Lăng Hàn. Không cần, Lăng Hàn hào hùng vạn trượng, Hắn có lòng tin với thể phách của mình, đối với Bất Diệt Thiên Kinh thì lại càng có tự tin, dù cho thật bị phá tan thể phách cũng có thể lập tức khôi phục như cũ. Phòng ngự mạnh mẽ không đáng sợ, phòng ngự mạnh mẽ lại thêm năng lực hồi phục nghịch thiên, lúc này mới khiến người ta tuyệt vọng. Ầm, um, năm thần binh phát huy cái này không phải thần khí cấp 8 đơn giản như vậy, mà càng tiến thêm một bước, không biết được các đời cường giả ngũ tông rèn luyện bao nhiêu năm, gia nhập bao nhiêu chân kim, uy lực xác thực rất đáng sợ. Cái này tương đương với năm cường giả tu ra cực cảnh, hơn nữa đạt đến cực cảnh trung kỳ. Càng mấu chốt là thần khí sẽ không chịu ảnh hưởng của thiên uy. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, không có qua loa đi đại bản doanh của Ngũ Tông quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, bởi vì thế lực lâu năm giống như vậy khẳng định còn có đại trận hộ sơn, lại thêm thần binh, dù tu ra cực cảnh cũng không nhất định hạ được. Dù sao có trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm tích lũy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Hắn lấy ra tiên ma kiếm, kiếm khí trùng thiên. Thần khí cùng thần khí triển khai va chạm kịch liệt. Phẩm chất của tiên ma kiếm cũng không cao, nhưng theo Lăng Hàn cùng một chỗ trải qua thiên kiếp rèn luyện, uy thế tự nhiên càng cao, lại thêm có gốc gác trở thành tiên kim, đây tuyệt đối không thua thần khí cấp 8, bằng không cũng không thể để Vô Diện lúc trước vừa thấy liền động lòng, muốn Lăng Hàn bỏ đi yêu thích. Kiếm khí ngang dọc, Lăng Hàn phản công, nhưng năm cường giả cực cảnh liên thủ trấn áp, Lăng Hàn cuối cùng giật gấu vá vai, không thể tiếp tục truy sát Thiết Vô Nhai, để hắn chạy trốn tới một bên lấy ra đan dược ăn vào. Tuy tạm thời áp chế lăng hàn, nhưng người của ngũ tông đều tim mật lạnh lẽo. Phát động năm thần binh trí cao cũng chỉ như thế, mà lăng hàn còn có không gian tăng lên rất nhiều, không nói cực cảnh, hắn chỉ ít còn có thể tăng lên ba tiểu cảnh giới nhỏ, đạt đến đại viên mãn đỉnh cao. Thêm chốt nhất là, ai có thể bảo đảm lăng hàn sẽ không bước vào tinh thần cảnh. Đến thời điểm đó, ngũ tông thật chỉ có thể chờ chết. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tiêu diệt người này. Hàn Phong lạnh lùng nói, bỏ qua cơ hội lần này, vậy sẽ không còn có lần sau. Cùng một chỗ dịch động tổ khí, năm đại cường giả không ra tay nữa, bọn họ không bằng năm thần binh này, đi tới cũng không giúp đỡ được gì, còn không bằng chuyên tâm dịch động thần binh, để cho nó phát huy ra uy năng càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là năm thần binh này dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng muốn nó thức tỉnh, vận chuyển cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, trước liền hấp sạch sẽ lực lượng của 50 tên đệ tử, để bọn họ ngã xuống. Muốn chân áp lăng hàn, tự nhiên cần thần binh phát huy toàn lực, nhưng kéo dài không được bao lâu, năm thần binh liền hiện ra xu hướng suy tàn. Dù sao năm thần binh này truyền thừa quá lâu, thần văn trong đó có chút đã diệt, tuy còn có thể miễn cưỡng duy trì uy lực, nhưng kéo dài liền hiện ra khuyết điểm. Đều liều mạng cho bản tỏa, Hàn Phong lệnh đệ tử của Ngũ Tông Luân phiên truyền lực lượng vào năm đại thần binh, để thần binh có thể tiếp tục vận chuyển. Nhưng nhân lực có hạn, lực lượng bị hút khô vẫn chưa khôi phục, lại muốn lấy ra nữa, chuyện này làm sao chơi. Nguyên lực không đủ thì dùng tinh huyết đến tu bổ, lần này, sắc mặt của đệ tử Ngũ tông không chỉ trắng bệch đơn giản như vậy, mà là đang bị hút tinh hoa sinh mệnh, trực tiếp tổn thương tuổi thọ cùng với con đường tiến bộ ngày sau. Chương 1367, hoàn toàn làm không xong. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đám người Hàn Phong cũng không muốn như vậy, ai bảo Lăng Hàn quá đáng sợ, nếu lần này không chém giết hắn, vậy Ngũ tông chờ bị hắn san bằng đi. Vì lẽ đó, coi như hơn 100 đệ tử ở nơi này chết toàn bộ cũng phải vĩnh trừ hậu hoạn. Dưới áp chế toàn lực của năm đại thần binh, Lăng Hàn quả nhiên vết thương đầy giấy, không chỉ cả người đẫm máu, thậm chí ngay cả thần cốt cũng xuất hiện vết rách, từng khối từng khối vỡ nát. Dù sao, thể phách của hắn vẫn không có thẳng tiến đến thần thiết cấp 9. Người của ngũ tông đều đại hỉ, tiêu tốn cái giá to lớn, rốt cục có thể chém xuống đại địch này. Vô diện không rõ, đã đến mức này, sao Lăng Hàn còn không cầu viện. Nhiều nhất mấy tức, Lăng Hàn nhất định sẽ chết người của ngũ tông cũng kìm nén hô hấp bọn họ trả giá như vậy hầu như người người đều bị tước đi mấy vạn năm tuổi thọ cùng chính là chờ thời khắc này đến chết đi chết đi năm thần binh cùng nhau đập xuống sức chiến đấu của cực cảnh trung kỳ thật đáng sợ thần quang múa tung trực tiếp nhấn chìm lăng hàn được rốt cục giết chết vạn tuế đệ tử của ngũ tông hoan hô từ hôm nay bọn họ rốt cục có thể an tâm ngủ vô diện đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt thần thức của hắn cực kỳ nhạy cảm đã phát hiện biến hóa trong thần quang ở dưới đám người hàn phong điều khiển năm thần binh đều thu lại ánh sáng từng người trở về vị trí cũ nhưng mà một màn kế tiếp để người của ngũ tông tuyệt vọng lăng hàn ngạo nhiên mà đứng đừng nói bị chém thành cặn bã thậm chí vết thương trên người cũng hoàn toàn khôi phục như một người không liên quan cái này cái này cái này sao có thể có chuyện đó đừng nói người của ngũ tông không thể nào tiếp thu được ngay cả vô diện cũng vô cùng khiếp sợ tuy hắn đã sớm biết lăng hàn không chết nhưng tương tự không biết đối phương là làm sao vượt qua tất sát chi cục kia. Chỉ có thể nói, sức khôi phục của Lăng Hàn cường đại đến giận sôi, trong nháy mắt liền có thể diệt hết vết thương cũ, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đây đương nhiên là bởi vì bất diệt chân dịch, một giọt tan ra, Lăng Hàn tự nhiên khôi phục như thường. Hắn nhoẻn miệng cười nói, tiếp tục a, à, khách khí cái gì chứ, ai khách khí với ngươi, đệ tử của ngũ tông đều khóc không ra nước mắt, bọn họ đã bị cắt bỏ mấy vạn năm tuổi thọ, lại muốn thôi thúc năm thần binh, này không phải lại bị lấy ra mấy vạn năm tuổi thọ sao? Phải biết coi như là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng chỉ có 400 vạn năm tuổi thọ, mà nơi này còn có rất nhiều người chỉ là tiểu cực vị, tuổi thọ cực hạn chỉ một triệu năm, cái này có thể chống lại mấy lần dần vặt. Tiếp tục tế tổ khí, nhất định phải chém ác tử này. Thiết vô nhai ở một bên kêu lên, trải qua trị liệu khẩn cấp, hắn miễn cưỡng khôi phục mấy phần sức chiến đấu, chỉ ít dịch động thần binh là điều chắc chắn. Trong lòng người của ngũ tông đều nhổ nước bọt, Thầm nghĩ năm người bọn họ chỉ cần dịch động thần binh liền được, bị rút đi tuổi thọ lại không phải bọn họ a. À. Tại sao nhất định phải là bọn họ liều mạng, nhưng hiện tại không liều mạng được sao? Chỉ cần lăng hàn không chết, vậy bọn họ liền phải chết, mà liều mạng với lăng hàn, bọn họ chỉ là ít sống mấy năm, cái này dù sao cũng hơn chờ chết a. À. Liều mạng, những người này lần thứ hai tế thần binh, rót nguyên lực vào, nguyên lực không đủ cũng chỉ có thể lấy tinh huyết. Vù, năm đại thần binh lần thứ hai tỏa ra thần quang có vô địch chi uy. Lăng Hàn hừ một tiếng nói, trở lại một trăm lần cũng vô dụng, ngày hôm nay chính là ngày ta thay hàng thiên đại lục đòi lại một phần công đạo. Nói chuyện viển vông, bọn người Hàn Phong cười gần, chỉ cần năm thần binh còn có thể vận chuyển, vậy Lăng Hàn chỉ có thể bị áp chế, mà bọn họ cũng không tin, Lăng Hàn có thể khôi phục vô hạn. Năm thần binh triển khai sát phạt về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, nếu như chịu chút ít tổn thương, vậy lập tức liền có thể khôi phục, mà trọng thương cũng có thể biến thành vết thương nhẹ, sau đó cấp tốc tan biến. Sau khi lĩnh ngộ một tia ảo diệu của dục hỏa trùng sinh, sức khôi phục của hắn cũng càng ngày càng đáng sợ. Mà cái này còn không phải toàn bộ uy lực của bất diệt thiên kinh. Bất diệt thiên kinh không chỉ sức khôi phục mạnh mẽ, còn có hiệu quả cường tráng thể phách, dựa theo tiểu tháp nói, khi lăng hàn lĩnh ngộ ra bí pháp của hỗn độn nguyên thú, vạn hóa quy, kim cương nghĩ, lại chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, dù cho hắn vẫn là tinh thần cảnh cũng có thể chống đối một đòn của thánh nhân. Đương nhiên, cũng chỉ là một đòn, sau một đòn lang Hàn khẳng định vô lực vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh. Nhưng cái này cũng cực kỳ khủng bố, tinh thần cảnh liền có thể ngăn một đòn của thánh nhân, quả thực không có thiên lý. Mà muốn lĩnh ngộ bộ phận này của Bất Diệt Thiên Kinh, cần lang Hàn tăng lên một cảnh giới lớn, bước vào tinh thần cảnh, lúc này mới có thể mở ra tầng thứ 5 của Hắc Tháp, để ngũ hành đầy đủ, mô phỏng ra càng nhiều hoàn cảnh tiên cấp nữa. Ầm um, ầm um, ầm, um, công kích như mưa, năm thần binh lần thứ hai phát huy muốn tiêu diệt Lăng Hàn nhưng Lăng Hàn lại có thời gian dỗi nghĩ chuyện khác, bất diệt thiên kinh vận chuyển, cả người hắn lưu chuyển hào quang màu vàng óng, như một vị chiến thần bất tử. Hắn ung dung như vậy, nhưng người của ngũ tông đều đang liều mạng, cung cấp tinh hoa sinh mệnh cho năm thần binh hấp thu, hòng duy trì năm thần binh này có thể bảo phát uy năng mạnh nhất, bằng không chỉ cần uy lực hơi kém, vậy căn bản không thể tạo thành thương tổn với Lăng Hàn. Đây thực sự là cầm mệnh bổ sung A, à. Lăng Hàn cười gần, trên hàng thiên đại lục, Từng đời sinh linh chính là bị lấy tính mạng luyện thành nhất giới đan, mà những người trước mặt này đều ăn nhất giới đan, hắn muốn những người này phun ra từng chút một. Chiến đấu không ngừng kéo dài, ở người của Ngũ tông xem ra, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, căng thẳng, chỉ cần bọn họ hơi thư giãn một tí, Lăng Hàn sẽ thoát phây mà ra. Bọn họ càng ngày càng suy yếu, thần binh hấp thụ tinh huyết của bọn họ quá mạnh, vừa bắt đầu rất ít, nhưng theo thời gian trôi đi, trở nên càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người bị hấp thành người khô, ngoại trừ con mắt còn có thể tình cờ nháy một cái, thì quả thực không nhìn ra có chỗ nào như là người sống. Bọn họ đã không còn bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh có thể cung cấp, nhưng năm thần binh vẫn lòng tham không đáy, đang không ngừng đòi lấy. Nha, kỳ thực không phải năm thần binh này đòi lấy, mà là năm người Hàn Phong, bọn họ sai khiến năm thần binh. Chương 1368, Thiên Kiêu hội của hai giới sắp tới. Ở trong mắt năm người Hàn Phong, trừ mình ra, những người khác đều có thể hy sinh mà chỉ cần có thể giết chết lăng hàn vậy coi như trả giá hơn trăm nhật nguyệt cảnh để đánh đổi thì đã làm sao nhưng bọn họ nhất định phải thất vọng lăng hàn lại vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch tuy hiệu quả không thể so với giọt thứ nhất nhưng vết thương trên người vẫn tốt hơn nửa mà năm thần binh đã đến lúc xế chiều uy lực ngày càng lụn bại đám người hàn phong đều tuyệt vọng hơn trăm người bị năm thần binh hấp thành người khô nhưng tên này lại còn đang yên đang lành còn đánh như thế nào lui bọn họ bất đắc dĩ nói đã không có tinh hoa cho năm thần binh hấp thu, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả bọn họ cũng phải bỏ mạng lại đây. Muốn đi, Lăng Hàn cười gằn, đánh ta lâu như vậy, nên đến ta a. À. Hắn ra tay, một kiếm giật động, kiếm khí ngang dọc, nhất thời có mấy chục tên đệ tử Ngũ tông bị giảo diệt sinh cơ. Trên thực tế, dù cho Lăng Hàn không ra tay, những người này cũng không có bao nhiêu ngày có thể sống. Năm người Hàn Phong điều khiển thần binh lui lại, thực lực của bọn họ mạnh mẽ, dù cho bị ảnh hưởng của Thiên Uy nhưng sức chiến đấu đủ để sánh ngang Lăng Hàn. Đánh chiến kéo dài, chiến đến cuối cùng, vậy khẳng định là Lăng Hàn thắng, bởi vì hắn tương đương với thân thể bất tử, nhưng hiện tại bọn họ chạy trốn, Lăng Hàn cũng thật không có biện pháp gì. Hắn triển khai trích tinh bộ xác thực có thể đuổi theo bọn họ, nhưng sau khi đuổi theo, năm người Hàn Phong liên thủ chống lại, vẫn có thể mở một đường máu. Vậy thì ngày sau, thời điểm giết tới Ngô Tông cùng nhau thanh toán A. Lăng Huynh, người thật đúng là bất phàm, vô diện tự đáy lòng mà nói cảnh giới tương đương ta thực không có nắm chắc thắng ngươi từng thấy thể phách cùng sức khôi phục đáng sợ của lăng hàn hắn chỉ nói không có nắm chắc thắng lợi vậy chính là có tự tin bất bại hiển nhiên hắn khẳng định có lá bài tẩy kinh người có thể ở nhật nguyệt cảnh tu ra cực cảnh há có thể là hạng người hời hợt lại như nhật nguyệt cảnh ít hơn sơn hà cảnh tinh thần cảnh ít hơn nhật nguyệt cảnh nhật nguyệt cực cảnh đương nhiên càng ít hơn sơn hà cực cảnh cảnh giới võ đạo càng cao càng khó leo cực cảnh cũng như thế Lăng Hàn cười ha ha nói, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nhanh chóng cùng vô diện huynh đánh nhau cùng cấp, chiến cái thoải mái. Vô diện không cảm thấy Lăng Hàn có chỗ khuếch đại chút nào, cảnh giới càng thấp tu luyện càng nhanh, nhưng đến tinh thần cảnh, vậy tăng lên một cảnh giới nhỏ hơi một tí là mấy triệu năm, đừng nói tu luyện kém mấy năm, dù một triệu năm cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên, thiên tài như bọn họ không cần mấy triệu năm lâu như vậy, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm liền được rồi, nhưng hiện tại cảnh giới của hắn hơn lăng hàn nào cần mấy vạn năm mới có thể bù đắp xem ra nếu ta không nỗ lực tu luyện chẳng mấy chốc sẽ bị ngươi đuổi tới vô diện cười nói đúng rồi vô diện huynh ngươi là tới tham gia thiên kiêu hội của hai giới sao lăng hàn hỏi nghe nói vân đính tinh có một thiên kiêu tên là nguyệt ảnh ta thứ nhất là muốn gặp gỡ thiên kiêu của minh giới thứ hai là muốn giao thủ với nguyệt ảnh này vô diện nói hắn dừng một chút lại nói có điều có thể gặp lăng huynh ta ngược lại không gấp tìm nguyệt ảnh. Vương giả như hắn tìm người khắp nơi khiêu chiến, vì chính là tìm khuyết điểm trên đường tu luyện của bản thân, từ đó đạt tới hoàn mỹ. Mà có thể cho hắn áp lực như vậy, tự nhiên cũng chỉ có vương giả cung cấp, những người khác xa xa không được. Tuy thực lực của Lăng Hàn còn kém chút, nhưng áp chế cảnh giới chiến một trận, vô diện cũng không có phần thắng, tương tự có thể đưa đến tác dụng mài rúa, càng mấu chốt là hắn cùng Lăng Hàn luận đạo được dẫn dắt vô cùng lớn. Nguyệt ảnh, Lăng Hàn thầm nhủ trong lòng, Sao vương giả tuổi trẻ đời này không có cái tên đàng hoàng nhỉ? Cái gì vô diện, nguyệt ảnh, đều không giống như là tên thật. Vô Diện huynh, ta muốn về Lan Nha thành một chuyến, ngươi thì sao? Ta ngược lại không có chuyện gì, liền cùng ngươi đi a. À. Hai người trở về Lan Nha thành, Lăng Hàn lấy ra lượng lớn giới linh thạch giao cho phòng đấu giá Kim Nguyên, không có bán đấu giá mà trực tiếp bán ra, còn phòng đấu giá sẽ xử lý như thế nào thì hắn chẳng muốn quản. Cái lượng lớn này đương nhiên là đối lập với người khác có thể thu được mà thôi, kỳ thực cũng không quá nhiều, nhưng một người có thể lấy ra số lượng nhiều như vậy cũng rất kinh người. Lăng Hàn chọn mua lượng lớn thần thiết, bắt đầu tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm. Trước đó minh giới xâm lấn, Lăng Hàn theo quân đội thâm nhập, chém giết rất nhiều cao thủ minh giới, binh khí đối phương sử dụng đương nhiên cũng bị hắn thu đi, mà minh giới điều động chỉ ít là nhật nguyệt cảnh, bởi vậy binh khí hắn đoạt lại chỉ ít cũng là thần thiết cấp 5. Thần thiết cấp 5 hắn đã không dùng được, nhưng có thể bán đi đổi thành cấp 6, lại thêm bán chút đan dược, của cải lại trở nên cực kỳ khả quan, mua vào lượng lớn thần thiết cấp 6. Đáng tiếc là, sau khi để tiên ma kiếm cắn nuốt toàn bộ, tiên kiếm vẫn không có tăng lên tới cấp 7, chỉ ít còn kém 1 phần 3, để lang Hàn không khỏi phiền muộn. Hắn vào vô diện luận đạo, sau 10 ngày, vô diện thu hoạch tràn đầy, lại quyết định đi bế quan một chút, triệt để vững chắc tu vi cực cảnh đỉnh cao, chờ thiên kiêu hội của hai giới kết thúc, hắn liền bắt đầu xung kích tinh thần cảnh. Lăng Hàn cũng ở trong thành luyện đan dược, hiện tại hắn cần tiền, dùng để đổi lấy thần thiết cấp 6, làm sao cũng phải để tiên ma kiếm tăng lên tới cấp 7 mới được, cấp 8 hẳn là không thể, một năm cũng chưa tới A. Trong hắc tháp, thanh diễm điều cũng đã rất lớn rồi, hai cánh mở ra dài bằng một người, mà nó thì nằm nghỉ ở trên luân hồi thụ, còn có thể được một vị thánh nhân tình cờ chỉ điểm, cho thấy tương lai bất khả hạn lượng. Rõ ràng chỉ mới một tuổi, cũng đã bước vào linh hải cảnh, cực kỳ kinh người. Chiến lực như vậy đương nhiên giúp không được Lăng Hàn cái gì, lại bị xem thành người đưa tin, qua lại ở tử Nguyệt Quân cùng lang Nha Thành, thay Lăng Hàn cùng Thiên Phượng Thần Nữ đưa thư tình. Ở thần giới có thể phi hành, vẫn là rất nhiều bức. Lăng Hàn cũng dự định hảo hảo bồi dưỡng con thanh diễm điều này một chút, ngày sau nói không chắc có thể đạt đến độ cao của nhật nguyệt cảnh thậm chí tinh thần cảnh, theo đan đạo đế vương như hắn, huyết mạch gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề. chương 1369, Thiên Kiêu Hội Tụ Thượng Luyện đan, quan điểm chính của Lăng Hàn là vì kiếm tiền, hắn thậm chí không tiết luyện ra cuồng giã huyết linh đan, giao cho phòng đấu giá kim nguyên thay hắn bán ra. Cái này ở Lang Nha Thành nhất lên náo động không nhỏ, bởi vì cuồng giã huyết linh đan được gọi là thánh dược trong nhật nguyệt cảnh, trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ, có thể tiết kiệm mấy vạn năm tu luyện. Chuyện này ý nghĩa có thêm mấy vạn năm đi tìm hiểu đại đạo, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tuổi thọ của thần linh dài, nhưng thời gian lại cực kỳ đáng giá, nếu như ngươi không thể ở trước khi tuổi thọ khô cạn đột phá, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ai không sợ chết, người sinh hoạt càng yêu Việt thì càng không muốn chết, huống chi là thần linh, cao cao tại thượng, trong nháy mắt liền có thể giết chết vô số sinh linh phổ thông, cái nào không muốn cùng thiên địa đồng thọ. Bởi vậy, cuồng giã huyết linh đan cực kỳ được hoan nghênh, đáng tiếc chính là, thứ nhất đồ chơi này luyện chế một lần cần nửa tháng, hơn nữa một lần chỉ có thể được một viên, thứ hai tài sản của nhật nguyệt cảnh dù sao không thể so với tinh thần cảnh, hàng hà cảnh, dù cho Lăng Hàn một hơi lấy ra 6 viên cuồng giã huyết linh đan, nhưng thu vào gộp lại vẫn không bằng khối giới linh thạch lúc trước. Cũng may còn có chút thời gian, Lăng Hàn tin tưởng có thể ở trước thiên kiêu hội của hai giới được đủ thần thiết cấp 6, tăng tiên ma kiếm lên tới cấp 7. Cùng ngũ tông chiến một trận, hắn cũng minh bạch, những thế lực truyền thừa mấy triệu năm kia quả thật có chút gốc gác, không thể coi thường, bởi vậy hiện tại hắn chỉ chuyên tâm tăng lên thực lực của mình. Bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, hắn không cần đi di tích cổ gì mạo hiểm, chỉ cần chờ 3 tháng, sau đó tiên diễm rèn thân, ăn cuồng giã huyết linh đan, tu vi liền bay lên. Đại viên mãn trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, lúc này, thiên kiêu hội của hai giới rốt cục bắt đầu rồi. lang Hàn nghênh đón hai tin tức tốt, thứ nhất hắn rốt cục được đủ thần thiết cấp 6, tăng tiên ma kiếm lên tới cấp 7, thứ hai, thiên phượng thần nữ cũng phục xong binh dịch, thu được thân tự do. Nhưng nàng sẽ không rời chiến trường hai giới, bởi vì tạ gia chưa từng có tỏ thái độ qua, không truy cứu nàng đào hôn. Tạ Đông Lai thất sủng là một chuyện, nhưng lại dám cắt mặt mũi của tạ gia, tạ gia há có thể giảng hòa. Cũng may thiên kiêu hội của hai giới tiến hành ở trên chiến trường hai giới, nàng cũng không cần mạo hiểm rời đi. Sau đó, nàng vẫn có thể ở trong tử nguyệt quân, chờ cùng lăng hàn rời vân đính tinh. Như vậy cũng được, nói thế nào nàng cũng là người của vân phượng tông, để nàng tận mắt nhìn tông môn bị lăng hàn san bằng, khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ xuất phát, đi tới Sơn Hà Lâm. Sơn Hà Lâm, địa phương tiến hành thiên kiêu hội của hai giới lần này. Nhưng nơi này không phải người nào cũng có thể tiến vào, ngược lại, tiến vào Sơn Hà Lâm chỉ là một thử thách, sẽ đào thải rất nhiều người tự cho là thiên tài, chỉ có thiên kiêu chân chính mới có thể đi vào. Đây là một khu vực rất lớn, nhưng quanh năm bị quy tắc thiên địa bao phủ, không người nào có thể bước vào, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Mỗi cách 77.777 năm, quy tắc thiên địa sẽ phát sinh thay đổi, không có lực sát thương, nhưng thời gian chỉ có nửa tháng. Nhưng dù như vậy, cũng chỉ có thiên tài hàng đầu mới có tư cách tiến vào, quy tắc thiên địa này chỉ là không có lực sát thương, đối với người bình thường mà nói, cái này vẫn là rãnh trời. Mặt khác, Nhật Nguyệt Cốc cũng 77.777 năm biến đổi, nhưng thời gian lại sau Sơn Hà Lâm 33 33.3333 năm, bởi vậy, thiên kiêu hội của hai giới chính là Sơn Hà Lâm là một lần, cách 33 33.3333 năm, lại ở Nhật Nguyệt Cốc tổ chức một lần, sau đó sẽ cách 44.444 năm, lại trở về Sơn Hà Lâm. Bởi vì phải mấy chục ngàn năm mới có thể cử hành một lần, thịnh hội như vậy cũng được thiên kiêu hai giới cực kỳ trọng thị, chẳng những có thể cùng thiên kiêu giới khác tranh đấu, cũng có thể cùng thiên kiêu của bản giới đấu một hồi. Lại như vô diện, bình thường không có chuyện gì sao sẽ đến vân đính tinh chứ. Thiên tài đỉnh cấp của hai giới va chạm, có thể ở một mức độ nào đó phản ứng ra hai giới mạnh yếu, cái này cũng là nguyên nhân cao tầng hai giới đều cổ vũ các thiên tài tham gia thiên kiêu hội, người biểu hiện xuất chúng còn có thể thu được phần thưởng phong phú. Nói thật, Lăng Hàn có một bộ phận rất lớn là hướng về phía khen thưởng. Hai đại đế triều liên hợp tuyên bố, nếu có người có thể thay thần giới thắng được thứ nhất, có thể thưởng một khối thần thiết cấp 10. Từ cấp 9 bắt đầu, số lượng thần thiết liền rất ít ỏi, Lăng Hàn muốn tăng tiên ma kiếm lên tới tiên cấp, vậy thực sự là mỗi một khối thần thiết cấp cao đều không thể bỏ qua hắn hy vọng duy nhất chính là tương lai khẩu vị của tiên ma kiếm có thể nhỏ hơn chút ít. Tuy Sơn Hà Lâm tên là Lâm, nhưng chỉ có một con đường có thể tiến vào, là một hẻm núi. Hiện tại hiểm núi này còn bị quy tắc thiên địa phong tỏa, không người nào có thể tiến vào, mấy ngày nữa, quy tắc thiên địa mở ra, người thiên phú chắc Việt có thể tiến vào, mà không phải thiên tài đỉnh cấp chỉ có thể lực bất tòng tâm. Con đường này rất khó đi, cậy mạnh, chết trên nửa đường cũng không phải là không có. Bởi vì đã sát ngày, nơi này tụ tập rất nhiều người, có chút là tới tham gia thiên kiêu hội, có chút lại có tự mình biết mình, dự định ở bên ngoài xem náo nhiệt, có thể thổi trên mấy trăm năm. Đều là thần linh, ai cũng không để ý dầm mưa dãi nắng, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, chờ đợi thời gian đến. Quy tắc của nơi này vô cùng quái lạ, minh giới cùng thần giới tựa hồ hoàn mỹ giao hòa, bất kể là sinh linh minh giới hay thần giới, đều có thể hoàn mỹ vận chuyển bí pháp của mình, bởi vậy ở Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc giao chiến, hai giới ai cũng sẽ không lỗ, thua cũng không thể tìm cớ. Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ ngồi sát bên nhau, có vẻ rất biết điều, lão nhân sâm đã sớm đi gieo và đại cô nương, mà con thỏ thì nhìn chằm chằm hầu bao của người khác, chỉ cần cất giấu đại dược gì, vậy nó chắc chắn sẽ không bỏ qua, có thể nhìn chằm chằm mấy ngày mấy đêm, nhân lúc đối phương muốn ăn sẽ ra tay đánh lén. Chỉ có thanh diễm điều khá ngoan, đứng ở phía sau Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ, thỉnh thoảng mở hai cánh mổ lông chim, thần tuấn phi thường, có một loại tư thế bế nghế. Lăng Hàn đặt tên cho nó là Tiểu Thanh, ngược lại theo hắn đều là hàng tiểu bối. chương 1370, Thiên Kiêu hội tụ hạ. Nghe nói lần này ngay cả Dương Lâm cũng sẽ tới. T, thật hay giả, cái gì Dương Lâm, không thể nào, người ngay cả Dương Lâm cũng không biết. Kia là thiên tài số một của hội phong tinh, được xưng vương giả bất bại, không chỉ là đệ tử thân truyền của cửu Hà Thượng Nhân, có người nói còn thu được kỳ ngộ, đạt được một thánh khí không trọn vẹn. Phốc, thánh khí, đương nhiên, Dương Lâm thực sự là được đại khí vận, lại có một thánh khí nhận chủ, mặc dù không trọn vẹn, nhưng uy lực cực kỳ đáng sợ, có người nói ngay cả tinh thần cảnh tiểu cực vị cũng có thể trấn áp, có thể sánh ngang chung cực vị. Cái này vẫn là cảnh giới của Dương Lâm còn ở Nhật Nguyệt cảnh, một khi hắn bước vào tinh thần cảnh, nói không chắc ngay cả hàng hà cảnh cũng có thể trấn áp. T, thật sự có nhân vật khủng bố như vậy, có thể chiếm được một thánh khí, tại sao không bị cường giả cướp giật? Đúng vậy, dù sao hàng hà cảnh vẫn không đến nỗi sợ hắn a. À. Phi, các ngươi hiểu cái gì gọi là thánh khí sao? Chỉ cần bản thân thánh khí không có hứng thú với ngươi, coi như ngươi là hằng hà cảnh thì đã làm sao có thể lấy sao? Đến thời điểm đó coi như giết Dương Lâm, cũng chỉ là rổ chúc ngốc nước, hơn nữa còn đắc tội cửu Hà thượng nhân. Không sai, cửu Hà thượng nhân cực kỳ đáng sợ, có người nói đã là hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, đang xung kích sáng thế cảnh, khắp trường quang tinh vực, chí cường giả như vậy tuyệt đối không vượt qua hai tay. Mọi người dồn dập gật đầu ngoại trừ mấy người có hạn ra, ngay cả hàng hà cảnh cũng không dám ra tay với Dương Lâm, mà nắm giữ thực lực như vậy, lại đang xung kích thánh đạo, căn bản sẽ không bởi vì một thánh khí tổn hại mà động tâm. Chờ bọn họ bước qua bước này, bản thân liền có thể chế tác thánh khí. Lăng Hàn nghe, nhớ rõ danh tự này. Dương Lâm, đây là một kình địch, cấp số như vô diệt. Chiếu nói như vậy, Dương Lâm có năng lực ép thiên kiêu hai giới, phong làm vương trong vương này cũng chưa chắc, ta nghe nói bạch mã tinh thiên phong đế triều cũng có một thiên tài, chính là con gái một của đại đế đương triều, tên là Vân, tu đạo chỉ 200 năm, nhưng thình lình đã là nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Đúng đúng đúng, ta đã từng nghe nói nàng, được gọi là Vân Nữ, xuất đạo đến nay, đại chiến 376 trận không một bại, hơn nữa cảnh giới mỗi một đối thủ đều cao hơn nàng một đoạn dài. Kha kha, các người không nên quên, Vân Đính tinh chúng ta cũng có một vương giả trẻ tuổi. Lăng Hàn, Phi, Lăng Hàn là ai, cũng xứng vào lúc này lấy ra. Ta nói vương giả tuổi trẻ, chính là Lam Vân Đế Triều Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh quả thật có thể xưng một tiếng vương giả tuổi trẻ, cùng cảnh giới không có địch thủ, có phong thái vô địch. Các ngươi không nên xem thường Lăng Hàn, người vừa nãy nhắc tới tên Lăng Hàn không phục, ta nghe người ta nói qua, ngũ đại tông môn liên thủ vây công, lại bị một mình hắn giết lùi, thiên kiêu đương đại nên có một vị trí của hắn. Cắt, đám thiên kiếm cung kia là cái mặt hàng gì, ngay cả một cường giả tinh thần cảnh cũng không có, đánh bại bọn họ tính là gì? Có người khinh thường nói: "Ha ha, thiết thất, có bản lĩnh ngươi cũng đi đánh đổ ngũ đại tông môn này a." À? Trong đám người có người chế nhạo nói: "Có điều, tất cả mọi người lắc đầu, như Dương Lâm, Vân Nữ, Nguyệt Ảnh mạnh mẽ đều là mọi người công nhận, nhưng Lăng Hàn lại tính là gì, tối đa chỉ là một tân nhân, ở Nhật Nguyệt cốc đại chiến lần sau, hắn có thể chân chính ló đầu, nhưng hiện tại hiển nhiên kém quá xa." Thiên Phượng thần nữ đứng lên nói: Người nào cảm thấy Lăng Hàn không đủ mạnh, ta đến lĩnh giáo một hồi. Thiên phượng thần nữ sử dụng hết uy thế, phía sau lộ ra hai phượng rực, thiêu đốt thần diễm, như một chân phượng dáng thế, tỏa ra uy thế đáng sợ. Nàng tự nhiên không cho phép người khác chửi bới Lăng Hàn. Nơi này không có tinh thần cảnh, nhật nguyệt cảnh phổ thông nơi nào chịu đựng được uy thế như vậy, không ai không lạnh run, chỉ cảm thấy chỉ cần nữ nhân này khẽ dung cánh liền có thể đốt bọn họ thành cho bụi. Ha ha ha, khí thế của cô nương thật mạnh không biết tại hạ có thể lĩnh giáo một chút hay không. Trong tiếng cười dài, một thanh niên lướt qua, hắn nhìn thiên phượng thần nữ, trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức cùng giữ lấy. Mỹ nữ dễ kiếm, nhưng Mỹ nữ thực lực mạnh, thậm chí là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong lại tựa như chân châu trên vương miện, cực kỳ hiếm có. Thiên phượng thần nữ không mở miệng, chỉ giơ tay phải lên, quay về tên nam tử kia, vô số đạo hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm. Nam tử trẻ tuổi kia cười còn nói, tại hạ dung đào, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Mặc dù hắn nói muốn lĩnh giáo một chút, nhưng hoàn toàn không có ý kết oán với thiên phượng thần nữ, mà chỉ muốn dùng cớ này nói chuyện với thiên phượng thần nữ mà thôi. Thiên phượng thần nữ làm sao để ý đến hắn, chỉ run lên tay, ý là muốn đánh thì ra tay. Vậy đắc tội rồi, dùng đào ra tay, giết tới thiên phượng thần nữ. Hắn cũng không có hạ thủ lưu tình, mà toàn lực ứng phó, muốn trong thời gian ngắn nhất chân áp mỹ nhân tuyệt sắc này. Hắn duyệt nữ vô số, biết nữ nhân như thiên phượng thần nữ tất nhiên cực kỳ cao ngạo, muốn đối phương chân thành, chỉ lấy lòng là vô dụng, nhất định phải trước tiên đánh bại đối phương, mới có thể làm cho đối phương thả xuống trái tim kiêu ngạo. Thiên phượng thần nữ vùng kiếm đón nhận, nàng cũng toàn lực ứng phó, phải nhanh chóng hạ đối thủ, chính danh cho Lăng Hàn. Hai người đại chiến, rất nhanh thì dung đào lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện thực lực của đối phương. Rất mạnh, quá mạnh mẽ, mạnh để hắn hoàn toàn không nhìn thấy một khả năng thủ thắng hai người là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, tu vi tương đương, nhưng thiên phượng thần nữ là thiên tài tứ tinh, dung đào chỉ là nhị tinh, sức chiến đấu tranh lệch hai tinh, đây là tranh lệch nghiền ép. Rất nhanh, dung đào liền bị một kiếm đánh bay, không thể không ỉu xìu chán trường bỏ chạy. Thiên phượng thần nữ thu hồi hỏa kiếm rực, lạnh nhạt nói. Đánh nhau cùng cấp, lang hàn một chiêu liền có thể bại ta. Hí, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, cái này không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, dung đào đã rất mạnh, nhưng không mấy chiêu liền thua ở dưới kiếm của thiên phượng thần nữ. Hơn nữa, cảnh giới hai người tương đồng, phù hợp quy tắc chiến đấu ở Sơn Hà Lâm. chương 1371, nhiều vương giả đến. Nhưng thiên phượng thần nữ tự nhận, nàng không phải một chiêu đối địch của Lăng Hàn. Lăng Hàn này thật sự mạnh như vậy sao? Chỉ ít, Lăng Hàn ở trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng, là một vị thiên kiêu đang từ từ bay lên. Nhưng Lăng Hàn nở nụ cười nói, hà tất chấp nhặt với bọn họ, chờ ta quét ngang tất cả mọi người đoạt được thứ nhất này so với bất kỳ giải thích gì cũng hữu hiệu hơn ta chỉ là không thích nghe người khác nói như vậy thiên phượng thần nữ nói rất có mùi vị của tiểu nữ nhân trong lòng lang hàn không khỏi rung động nói chúng ta chuyển sang nơi khác để vi phu cẩn thận khen thưởng ngươi một phen thiên phượng thần nữ lường một cái nói ngươi dám cẩn thận ta đánh ngươi lang hàn cười khà khà nói ngươi không phải nói đánh nhau cùng cấp ngươi không phải đối thủ của ta sao đó là lừa người, người dám động tay động chân với ta, ta một cái tát đánh bay ngươi. Thiên phượng thần nữ cảnh cáo nói, lăng hàn cười ha ha, tập hợp ở bên tai của nàng nói. Ta nói thê tử, sĩ biệt tam nhật, phải nhìn với cặp mắt khác xưa, hiện tại ta thật có thể một chiêu chân áp ngươi. Ngươi dám, thiên phượng thần nữ lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt quyến rũ đến cực điểm. Trong lòng lăng hàn không khỏi rung động, vừa định có hành động tiếp theo, chỉ ít cũng có thể hôn một cái thì, đã thấy phía trước xuất hiện náo động, một chiếc tinh thuyền từ trên trời giáng xuống, để người phụ cận dồn dập tránh ra. Rất nhanh, cửa tinh thuyền mở ra, đi xuống một thanh niên, không, thậm chí phải nói là thiếu niên, nhìn qua chỉ 16, 17 tuổi, nhưng tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một vương giả trẻ tuổi, một bước hạ xuống, phảng phất chư thiên tinh thần đều đang run rẩy, khiến lòng người thuyết phục. Dương Lâm, có người gọi ra tên của người nọ, âm thanh cũng run rẩy. Hắn chính là Dương Lâm, không chỉ thiên phú võ đạo kinh người, hơn nữa vận khí nghịch thiên, được một thánh khí tàn tạ, ngay cả tinh thần cảnh cấp thấp cũng có thể chấn áp. Dương Lâm, ta yêu ngươi, cùng ta sinh hầu tử đi, có nữ nhân lớn mật la lên, vô cùng điên cuồng. Dương Lâm nhanh chân mà đi, phía sau theo bốn nam nữ, cũng là rồng phượng trong loài người, tản mát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Nhưng nhìn tư thế của bọn họ, rõ ràng là khuất phục ở dưới Dương Lâm, thân phận hẳn là thị vệ. Rất kinh người, bốn nam nữ này tuyệt đối có thể xưng là thiên kiêu, nhưng lại sẵn sàng ở dưới Dương Lâm, từ một khía cạnh nào đó nói rõ Dương Lâm mạnh mẽ. Quả nhiên không dưới vô diện, Lăng Hàn gật đầu, đánh giá thiếu niên này, đối phương khẳng định không thể thật trẻ tuổi như vậy, mà là ăn thần quả gì, dẫn đến nhìn rất non. Dương Lâm đi qua, tất cả mọi người tự động tránh đường, đừng nói nhật nguyệt cảnh căn bản không dám tiếp xúc phong mang, ngay cả cường giả tinh thần cảnh xuất hiện cũng có thể bị thánh khí tàn tạ chân áp. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, người ta có một cái thánh khí tàn tạ cũng trâu bò như vậy, nhưng hắn nắm giữ tiên khí như hắc tháp, lại chỉ có thể dùng để ẩn thân bảo mệnh, thực sự là quá mất mặt. Thực xin lỗi, tiểu tháp lạnh lùng nhổ nước bọt nói. Dương Lâm đến, một lát sau, lại có một nhân vật trọng lượng xuất hiện, đó là một nữ tử, đẹp như thiên tiên, không thua kém thiên phượng thần nữ, khí chất xuất chúng như nữ vương, cao quý, ung dung. Vân nữ, con gái của đại đế thiên phong đế triều, cao quý xinh đẹp, thiên phú kinh người. Ở bên cạnh nàng, còn có một thanh niên phong thần tuấn lãng, hai người sóng vai mà đi có vẻ vô cùng thân mật không biết để bao nhiêu nam nhân ước ao đến đỏ mắt đó là đệ tử của thiên phong đại đế tên tả toàn cũng là một thiên kiêu ghê gớm chỉ kém vân nữ mấy phần có điều hắn thắng ở thời gian tu luyện dài đã đặt chân tới tinh thần cảnh có người nói thiên phong đại đế có ý định gả ái nữ cho hắn mà nhìn dáng dấp của vân nữ tựa hồ cũng có hảo cảm với vị sư huynh này ai thật là củ cải trắng bị heo nhú sao không có người phát hiện tài năng của ta chứ người lăn qua một bên chơi đi phân nữ được tả toàn hộ tống mà đến tương tự ngồi trên một chiếc tinh thuyền vô cùng hoa lệ phía trên khắc đầy trận văn có thể chống đỡ hư không phong bạo lăng hàn nhìn mà mê tít mắt bởi vì chiếc tinh thuyền này do lượng lớn thần thiết cấp cao tạo thành nếu như có thể thu tiên ma kiếm không nói tăng lên tới cấp 8 nhưng đi về phía trước nửa bước hẳn là hoàn toàn có thể thiên phượng thần nữ nổi máu ghen không nhịn được nhéo hông hắn một cái theo từng thiên tài xuất hiện Cường giả chân chính của hai giới cũng đến ở lân cận, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Ai biết đối phương có thể mượn cơ hội này một lưới bắt hết phương giả trẻ tuổi của bản giới hay không, bởi vậy song phương đều sẽ điều động cường giả siêu cấp tọa chấn, như thần giới là quảnh hành tăng vương, ba ngàn la hán quân đóng ở cách đó không xa. Minh giới thì không rõ ràng, nhưng tin tưởng khẳng định sẽ sai biệt không nhiều. Hai giới phân biệt rõ ràng, một phương ở bên trái lối vào sơn Hà Lâm, phe kia ở bên phải, cái này ở vô số năm đã hình thành thông lệ, ai cũng sẽ không đi địa bàn của đối phương. Mấy ngày sau, Vô Diện đến, hắn hiển nhiên rất biết điều, cũng không có người nhận ra hắn, sau khi tìm tới Lăng Hàn, hắn lấy ra rượu ngon, cùng Lăng Hàn trẻ chén, nhưng hoàn toàn không để Thiên Phượng thần nữ ở trong mắt, tính cách có chút lạ. Khi quy tắc thiên địa bao phủ sơn hà lâm đột nhiên tiêu tan, tất cả mọi người biết, lần này thiên kiêu hội của hai giới bắt đầu rồi. Người có chí lưu danh ở trên sử sách, dồn dập xuất phát về phía hẻm núi. Không nói cái khác, chỉ cần thông qua hẻm núi này, liền có thể chứng minh mình có thể được xưng một tiếng thiên tài, nắm giữ tư cách cạnh tranh với người mạnh nhất đương đại. Nhưng người như vậy, rất ít, rất nhiều người vẻn vẹn chỉ đi ra một phần người liền lui trở về, có mấy người cậy mạnh, đi tới hai phần người, sau khi trở về lập tức thổ huyết, mà càng nhiều người là đi về phía trước một bước liền lui trở về. Đây là sân khấu thuộc về thiên kiêu, phàm phu tục tử chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Ba người lang hàn cũng không vội, ngược lại thiên kiêu hội kéo dài tới nửa tháng lận. Dương Lâm là nhân vật cấp Vương giả đầu tiên tiến vào hẻm núi. Hắn dễ dàng, một đường căn bản không có đình trệ, cứ như vậy đi tới cuối. Mà bốn thị vệ của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, mặc dù có chút gặp gành chắc trở, nhưng đều không ngoại lệ thông qua hẻm núi. Chương 1372, hai khối vật liệu thánh cấp. Điều này làm cho rất nhiều người không nói gì, người ta không chỉ bản thân châu bò, thậm chí ngay cả thủ hạ cũng mạnh đến nỗi nghịch thiên. Vân nữ cũng đi vào hẻm núi, biểu hiện ung dung dịu dàng như tiên. Ngược lại là tả toàn có chút vất vả, hiển nhiên, từ hẻm núi này bắt đầu, cảnh giới vượt qua nhật nguyệt cảnh liền không có ý nghĩa, nhìn chỉ là ở sơn hà cảnh tu luyện như thế nào, có đạt đến cực cảnh hay không, lại ở cực cảnh đi được bao xa. Tả toàn là tinh thần cảnh không sai, nhưng có bước vào cực cảnh hay không là một vấn đề, coi như bước vào, phỏng chừng cũng chỉ tu đến tiền kỳ, nếu không cũng không đến nỗi kém vân nữ nhiều như vậy. Bên minh giới đương nhiên cũng có thiên tài cấp bậc vương giả, lăng hàn liền nhìn thấy một nam tử trên đỉnh đầu có một vòng mặt trời đỏ tỏa ra khí thế đáng sợ một bước hạ xuống phảng phất càn khôn đổ nát chỉ nhìn hắn vài lần mà thôi liền để người muốn thổ huyết lăng hàn nhìn về phía vô diện tuy vô diện không có mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn lộ ra kiêng kỵ mãnh liệt người này không chỉ bước vào tinh thần cảnh hơn nữa các cảnh giới trước tất nhiên đều tu đến hoàn mỹ thậm chí còn có năng lực khác đánh nhau cùng cấp là đối thủ vô cùng tốt nhưng vô diện lập tức trở nên hưng phấn xích hoang cực, xích hoang cực, xích hoang cực, trong đoàn người của minh giới vang lên tiếng gào kinh thiên động địa, đang gọi tên của một người. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, người này chính là xích hoang cực. Cũng đúng, trên đời này có thể có mấy tinh thần cảnh trẻ tuổi như vậy. Chỉ lấy khí thế mà nói, Lăng Hàn cảm thấy bất kể là vân nữ, dương lâm hay vô diệt, đều không thể sánh ngang xích hoang cực. Mọi người đều là vương giả, nhưng xích hoang cực là vương giả trong vương giả, đế vương trong đế vương. Hơn nữa, xích hoang cực hẳn là người số một của minh giới chỉ ít là ở trong tinh vực đối ứng này thần minh hai giới quá to lớn cái gọi là thiên kiêu hội của hai giới thần giới cũng chỉ có thiên kiêu ở trường quang tinh vực tham dự nhưng bên thần giới bất kể là vân nữ dương lâm nguyệt ảnh lại không có người nào có thể thu được ưu thế áp đảo như thế so sánh lăng hàn liền không quá xem trọng bên thần giới đương nhiên đây là không có tính hắn vào ầm 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 trời kinh địa chấn chỉ thấy phương xa truyền đến chấn động mạch phảng phất thiên quân vạn mã đang chạy tới, nhất thời làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ đề phòng. Chiến tranh hai giới mới kết thúc chỉ hai năm, ai cũng lòng vẫn còn sợ hãi, lo lắng sẽ bạo phát một đại chiến kinh khủng như vậy nữa. Mà khi mọi người thấy rõ chi quân đội này thì, sắc mặt không khỏi quái lạ. Đây chỉ là một chiếc xe ngựa mà thôi, một chiếc xe ngựa lại hình thành tư thế thiên quân vạn mã. Quái lạ, mà càng thêm quái lạ là, chiếc xe ngựa này nhỏ đến đáng thương, chỉ to bằng bàn tay, kéo xe là một con trâu màu tử kim nhìn kỹ liền có thể rõ ràng phát hiện con trâu hoang này là kim loại làm thành khôi lỗi sao nhưng mọi người tỉ mỉ lại nhìn nhưng là dồn dập kinh hãi không hiểu chỗ chiếc xe ngựa này chạy qua không gian đổ nát đại đạo giống như bị đè ép hình thành từng vòng xoáy hư không quá kinh người chiếc xe ngựa này có lai lịch gì kia là phượng huyết chân kim a có một lão giả run giọng nói tu vi của hắn không cao nhưng kiến thức không tệ Phượng huyết chân kim gì? Rất nhiều người không hiểu hỏi. Vật liệu thánh cấp, lão giả chỉ nói hai chữ như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc. Vật liệu thánh cấp, vậy chỉ ít là vật liệu cấp 17, có thể chế tác thanh khí. Cái này cũng không nhất định là kim loại, có thể là đá, cũng có thể là mộc. Còn tử kim như kia là do phượng huyết chân kim làm thành, có ít nhất một nửa thông linh, nắm giữ sinh mệnh. Lão giả lại run giọng nói, trong giọng nói tràn ngập kính nể cùng hưng phấn. Thùng xe là mộng hồi mộc chế thành, tương tự là vật liệu thánh cấp. Đời này có thể tận mắt nhìn thấy vật liệu thánh cấp, chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc, dựa vào, lại còn không chỉ một khối vật liệu thánh cấp, mà là hai khối. Tất cả mọi người kinh đến tê cả ra đầu, vậy ngồi trong chiếc xe ngựa này là ai, lai lịch cũng quá đáng sợ đi. Xe ngựa dừng lại, vừa vặn đối diện lối vào hẻm núi, đừng nhìn quy tắc thiên địa không bao phủ, nhưng không có nghĩa là biến mất, mà chỉ không nhầm người tiến vào mà thôi. Người muốn đi vào, cảnh giới vẫn bị áp chế, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đừng nói bên thần giới kinh hãi, ngay cả bên minh giới cũng lộ ra vẻ chú ý, trong bọn họ đương nhiên cũng có người biết hàng, nhận ra hai loại vật liệu thánh cấp kia. Cửa xe ngựa mở ra, ở dưới muôn người chú ý, nhảy ra một tiểu nhân. Thực sự là một tiểu nhân, chỉ cao ba tấc, trên người khoác một áo choàng màu tử kim, tỏa ra khí thế chân áp chư thiên. Đó là phượng huyết chân kim đánh ra tơ dệt thành, trời của ta, lại có thể đánh vật liệu thánh cấp thành tơ, dệt thành quần áo, đây là thủ đoạn gì? Tất cả mọi người run rẩy, phô trương như vậy cũng quá mức đi, hoàn toàn vượt qua cấp bậc của trường quang tinh vực. Tiểu nhân hơi lay động thân thể, hóa thành to nhỏ gần như người thường, đây là một nam tử khuôn mặt anh Tuấn, da rẻ như ngọc, cái này không phải tỷ dụ, mà là thật như một khối ngọc chế tạo thành. Vật liệu thánh cấp đương nhiên thần kỳ, áo choàng màu tử kim cũng lớn lên theo, cực kỳ vừa vặn. Bác Hoàng, người còn chưa tới sao? Nam tử này nhìn bầu trời kêu lên. Ha ha, người cũng chỉ mới đến, đừng làm như đợi rất lâu rồi. Xa xa, một thanh âm truyền tới, nhưng như ở bên tai khẽ nói, cực kỳ rõ ràng. Mỹ Nam tử giống như Ngọc Thạch nở nụ cười. Sớm một bước vậy cũng là sớm, người không phục sao. Ha ha, trong một tiếng cười khẽ, bên Nam tử giống như Ngọc Thạch này lại nhiều hơn một người, cực kỳ đẹp trai, khí thế ngập trời, có phong thái vương giả. Lại tới một nhân vật không tầm thường nữa, thiên phượng thần nữ không khỏi hoảng sợ, mặc dù nàng tràn ngập tự tin với Lăng Hàn, hai người này bao quát xích hoang cực trước kia, đều vượt qua cấp bậc vương giả trẻ tuổi, khiến người ta ngay cả ngước nhìn cũng không thể, chỉ có thể quỳ xuống chiêm ngưỡng. Hai người này, đều là tinh thần cảnh, hơn nữa trẻ đến đáng sợ, ngọn lửa sinh mệnh như liệt diễm, thấy thế nào cũng sẽ không vượt qua 10.000 tuổi. Đó là tiên thiên thạch linh sao, có người kiến thức uyên bác hỏi, chương 1373, lai lịch kinh người. T, ta biết hai người bọn họ là ai, có người đột nhiên kêu lên, vô cùng kích động, bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Người khác dồn dập hỏi, ở Phong Hải tinh vực xa xôi, có một vị Thanh Hải thánh nhân, hắn chỉ có một đệ tử, được xưng Bắc Hoàng. Mà phổ đạo tinh vực sát bên Phong Hải tinh vực, lại có một tiên thiên kỳ thạch hóa linh tu thành thánh nhân, là Vân Thạch thánh nhân, hắn cùng nhân tộc kết hợp sinh ra đời sau, kế thừa một bộ phận huyết mạch của hắn, cực kỳ mạnh mẽ, được gọi là Thạch Hoàng, mọi người cùng nhau líu lưỡi, thánh nhân, ở trong tinh vực bọn hắn lại xuất hiện thánh nhân. So sánh với đó, Dương Lâm chỉ đạt được một thánh khí không trọn vẹn quả thực chính là nghèo rất mồng tơi a. À. Ngươi nhìn, Thạch Hoàng xuất hành, Phượng Huyết chân kim làm vật cưỡi, Mộng Hồi Mộc làm xe, tùy tùy tiện tiện là hai vật liệu thánh cấp. Có điều, Thạch Hoàng này cũng thực kiêu căng, so sánh với đó, Bắc Hoàng liền keo kiệt hơn nhiều, đừng nói không có xe kéo, thậm chí ngay cả một tên tùy tùng cũng không có. Bọn họ cũng là tới tham gia thiên kiêu hội của hai giới sao. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, bên thần giới rốt cuộc có nhân vật có thể tương đương xích viêm cực, mà hai người này cũng sắp trở thành kình địch của hắn. Công bằng chiến một trận, hắn đương nhiên đánh không lại tinh thần cảnh, nhưng vào Sơn Hà Lâm, cảnh giới đều bị cắt đến Sơn Hà Cảnh, vậy đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn tuyệt không cho là mình không thua bất cứ người nào. Vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, đây chính là bí pháp của tiên giới. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng không để bất luận người nào ở đây vào mắt, hai người nhanh chân mà đi, tiến vào hẻm núi, rất nhanh thì biến mất ở phần cuối mà chiếc xe kéo kia của Thạch Hoàng vẫn nằm đó, nhưng không ai dám tới trộm. Đùa giỡn, kia là vật liệu thánh cấp, thậm chí con trâu kia cũng đã có linh trí, một khi phát huy, ngay cả hàng hà cảnh đến gần cũng có thể vỡ diệt, ai dám mơ ước. Hai vương trong vương xuất hiện, để minh giới cũng thất thanh, ai có thể nghĩ tới, bên thần giới lại đột nhiên đến hai tuyệt đỉnh thiên kiêu của ngoại tinh vực chứ. Trên thực tế, thêm lăng hàn chính là ba cái, quả nhiên không có đến nhầm, đáng giá, hai mắt của vô diện tỏa ánh sáng, dù cách một tầng vải cũng có thể nhìn thấy đối với vương giả trẻ tuổi mà nói gặp phải đối thủ mạnh hơn cũng sẽ không khiếp nhược dù cho tạm thời đánh không lại cũng sẽ xem là mục tiêu phấn đấu đi vượt qua vô địch ngược lại sẽ cô quạch không có động lực đi tới lang huynh chúng ta cũng lên đường đi vô diện nói liên tiếp nhìn thấy nhiều thiên tài cấp vương giả như vậy để chiến ý của hắn cháy hừng hực cấp thiết muốn chiến một trận được lang hàn gật đầu tiểu thanh ở lại bên ngoài tu vi của nó quá yếu căn bản không thể thông qua hẻm núi, mà Lăng Hàn lại không muốn lộ ra bí mật của hắc tháp, vậy tự nhiên không thể thu tiểu thanh vào. Nó vốn thuộc về bầu trời, liền để nó bay lượn cửu thiên đi, từ khi sinh ra đến hiện tại, tiểu tử này vẫn không có chân chính độc lập qua mấy ngày. Lão nhân xâm cùng con thỏ thì đừng hy vọng, thứ nhất bọn họ chưa chắc có tư cách tiến vào hẻm núi, thứ hai bọn họ không có hứng thú trở thành vương giả. Ba người lăng hàn đi vào hẻm núi, chỉ đặt chân một bước mà thôi, bọn họ lập tức cảm giác được áp lực mạnh mẽ kéo tới để bọn họ có kích động mau chóng rời đi trong ba người có hai người là vương giả đương đại tuy thiên phượng thần nữ kém một chút nhưng cũng là thiên tài tứ tinh làm sao có khả năng bị dọa ngã bọn họ vận chuyển nguyên lực liền nhanh chân mà đi bước tiến không chịu ảnh hưởng có điều đi gần như một nửa thiên phượng thần nữ liền lộ ra vẻ vất vả không thể duy trì tư thế thong dong mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống trái lại lăng hàn cùng vô diện cực kỳ dễ dàng một chút biến hóa cũng không có hiển nhiên thiên tài tứ tinh là có tư cách thông qua nơi này nhưng áp lực vẫn không nhỏ chỉ có năng lực không đủ còn phải nắm giữ nghị lực nhất định nhìn thấy thiên phượng thần nữ đi vất vả như thế lăng hàn đơn giản duỗi tay ôm nàng đến a à, ngươi làm gì thiên phượng thần nữ đột nhiên không kịp chuẩn bị không khỏi kinh ngạc thốt lên vội vã đẩy lăng hàn ra thê tử nhìn ngươi giàu dĩ như thế không bằng ta ôm ngươi đi lăng hàn cười nói thiên phượng thần nữ ngượng ngùng nếu như chỉ có hai người bọn họ nàng cũng không chú ý cùng lăng hàn thân cận một ít có người nhìn đấy vô diện lạnh lùng nói lăng huynh chúng ta là người theo đuổi võ đạo đỉnh cao không nên phân tâm ở nữ sắc hắn đảo qua thiên phượng thần nữ một chút mang theo một tia sát khí tựa hồ muốn thay lăng hàn giải quyết một mầm họa nhất thời hào cảm của thiên phượng thần nữ đối với người này rơi xuống đáy vực lại muốn chia rẽ nàng cùng lăng hàn hơn nữa thủ đoạn thô bạo tới cực điểm gia hỏa không có mặt mũi đáng đời hắn không tìm được thê tử lăng hàn cười ha ha nói vô diện huynh ngươi cũng có thể thử tìm một hồng nhan tri kỷ tin tưởng ta có hồng nhan chắc chắn sẽ không liên lụy võ đạo tiến cảnh của ngươi ngược lại ngươi sẽ có động lực càng to lớn hơn để đi leo võ đạo đỉnh cao bảo vệ người bên cạnh đây chính là một niềm tin rất mạnh mẽ vô diện lắc đầu tâm hắn cực kỳ thuần túy chỉ có võ đạo một đường nào cần phân tâm đến chỗ khác có lăng hàn ôm thiên phượng thần nữ tự nhiên vô cùng dễ dàng ba người thông qua hẻm núi rất nhanh nhất thời áp lực đáng sợ biến mất, nhưng một luồng lực lượng thần bí khác tác dụng lên thân ba người, cắt tu vi của bọn họ đến sơn hà cảnh. Không không không, cái này không phải lực lượng, mà là một loại quy tắc, không chỉ cắt lực lượng của tất cả mọi người đến sơn hà cảnh, thậm chí ngay cả quy tắc thiên địa có thể thuyên chuyển cũng như thế. Thật giống như ở thế giới này sơn hà cảnh là cao nhất, bởi vậy, mặc ngươi lại châu bò, lại thiên tài cũng vô dụng, nhân lực há có thể thắng trời. Quả nhiên, sơn hà cảnh, lang hàn cảm ứng lực lượng trong cơ thể, bốn vòng nhật nguyệt cảnh trong cơ thể hắn biến mất, thậm chí cường độ thể phách của hắn cũng giảm mạnh một đoạn dài, chỉ có cường độ của thần thiết cấp 5. Có điều, thần thiết cấp 5 vẫn bước vào cấp độ của nhật nguyệt cảnh, không có cắt đến cùng. Ngoại trừ có hạn mấy vương trong vương ở Sơn Hà cực cảnh tu đến hoàn mỹ, hiện tại vương giả phổ thông ngay cả tư cách đánh tan phòng ngự của Lăng Hàn cũng không có. Bất diệt thiên kinh là tiên pháp, không phải thổi ra. mươi 1374, 9 tên vương giả. Hiện tại, Nơi này mặc kệ là nhật nguyệt cảnh hay tinh thần cảnh, đều bị cắt đến sơn hà cảnh. Ngay cả nắm giữ thánh khí cũng vô dụng, đồng dạng chỉ có thể phát huy ra uy năng của sơn hà cảnh, nhưng cụ thể là sơn hà cảnh đại viên mãn hay cực cảnh, vậy liền phải xem trình độ luyện hóa. Đoàn người cũng không có vội vã tiến vào sơn hà lâm, mà ở đợi lối vào hẻm núi. Có mấy người khả năng là lần thứ nhất tiến vào sơn hà lâm, nhưng sơn hà lâm không phải là lần đầu mở ra, bởi vậy, dù cho chưa có tới cũng nghe qua một ít truyền thuyết về sơn hà lâm. Bước thứ nhất, tuyển ra cửu vương. Sơn Hà Lâm là do quy tắc thiên địa va chạm hình thành, rồi lại phảng phất như thiên địa có linh, chia thiên tài đấu võ thành hai bước. Lăng Hàn nhìn tới, trước một cánh rừng to lớn, có chín bình đài to to nhỏ nhỏ. Bước đầu tiên chính là tiến hành ở trên bình đài, sau ba ngày, người còn có thể đứng ở trên bình đài sẽ nhận được thiên địa phúc phận gia thân, mà sau ba ngày, chín người này sẽ được đưa vào trong rừng tiến hành vòng cạnh tranh thứ hai, được phong vương trong vương trên một bình đài chỉ có một người có thể thắng nếu như đến thời điểm vượt qua số này vậy mặc kệ phía trên có bao nhiêu người toàn bộ đào thải cửu vương chiến đến cuối cùng sẽ được thiên địa ban phúc tôi luyện bản thân làm cho thể chất xuất hiện tăng lên to lớn còn có thể cùng thiên địa giao cảm lĩnh ngộ huyền pháp ảo diệu ngộ tính tăng lên phúc duyên dùng vô số năm chính bởi vì chỗ tốt như vậy từng đời thiên tài mới sẽ không xa vạn dặm chạy tới nếu chỉ có cao tầng hai giới lấy ra bảo vật là không đủ vì vinh dự mà chiến cũng không đủ nhưng không phải mỗi chiến trường hai giới đều có sơn hà lâm nhật nguyệt cốc vì lẽ đó hai vị vương trong vương bắc hoàng thạch hoàng xuất hiện cũng có thể lý giải bọn họ chính là vì cái này mà đến mặt khác cuối cùng cửu vương đấu võ thu được thứ nhất có thể được một lần phúc phận gia thân có điều mỗi người nhiều nhất chỉ có thể được hai lần phúc phận gia thân hơn nữa còn là tách gia tính vào một lần trở thành một trong cửu vương một lần khác là trở thành vương trong vương người hai lần đều là một trong cửu vương vậy lần thứ hai liền không có tư cách chỉ có thể đi liều lách vào vương trong vương. Bởi vậy, nếu người nào có thể trở thành vương trong vương, bình thường sẽ không tới nơi này nữa, chỉ lãng phí cơ duyên. Hiện tại chín bình đài còn chưa mở ra, mọi người cũng chỉ có thể ở dưới đài chờ. Đến lúc này, ngay cả vương giả trẻ tuổi như Dương Lâm, phân nữ cũng không dám đi tùy tiện, vạn nhất hai đại vương giả lựa chọn bình đài giống nhau, vậy có một phương chịu thoái nhượng còn tốt, vạn nhất rằng co, có khả năng hai người đều sẽ bị đào thải. Tuy Nhật Nguyệt Cốc cũng đấu võ tương tự như vậy, hơn nữa không thể trồng chất với phúc vận ở Sơn Hà Lâm, tương đương với mỗi cách 77.777 năm có hai cơ hội, nhưng cơ duyên như vậy ai không muốn nhanh chóng lấy được. Bởi vậy, các vương giả cũng sẽ tận lực phân tán, tránh sớm giao chiến, lưu đến lúc vương trong vương mới triển khai huyết chiến. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, vặn lấy ngón tay bắt đầu tính toán. Bên thần giới, khẳng định tu ra cực cảnh có Dương Lâm, Vân Nữ, Nguyệt Ảnh, Vô Diện, Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, lại thêm hắn, vậy là 7 cái, bên minh giới hắn nhìn thấy thì có hai người xích hoang cực cùng ngao tử vân như vậy muốn để thiên phượng thần nữ có thể chiếm được một tiêu chuẩn cửu vương nhất định phải đánh bại một cái trong chín người này lang hàn đưa mắt nhìn chằm chằm ngao tử vân sau khi bình đài mở ra chiến đấu kéo dài ba ngày trong lúc bất luận người nào cũng có thể lên đài giao thủ nhưng một khi bị thua sẽ có đại khái nửa nén hương thời gian không cách nào lại lên đài hơn nữa sau khi thất bại ba lần liền hoàn toàn mất đi tư cách khiêu chiến đây là quy tắc có thể lợi dụng, hắn có thể trước thủ võ đài, thủ đến ngày thứ ba sắp kết thúc, lại để thiên phượng thần nữ tới khiêu chiến mình, hắn cố ý bị thua, vậy nửa nén hương sau, hắn có thể đi chiến Ngao Tử Vân, quét đối phương xuống đài. Chỉ cần canh đúng giờ, Ngao Tử Vân là không đủ thời gian lên đài khiêu chiến thiên phượng thần nữ. Có điều, minh giới thật chỉ có hai vị vương giả tu ra cực cảnh sao. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như trừ thạch hoàng, bác hoàng cùng hắn là người ngoại tinh vực tới, thần giới có bốn vương giả, mà minh giới lại không thể thua thần giới, như thế số lượng vương giả trẻ tuổi cũng sẽ không ít. Hắn tìm kiếm, vương giả như vậy còn chưa tới, không cần phải để ý đến ta, thiên phượng thần nữ nói, nàng cùng lăng hàn tâm ý tương thông, đã đoán ra ý nghĩ của đối phương. Lăng hàn nở nụ cười nói, nếu như có thể được phúc vận ra thân, nói không chắc người có thể bước vào cực cảnh. Thiên phượng thần nữ lắc đầu nói, nói nghe thì dễ, nàng có tự mình biết mình, không tu ra cực cảnh căn bản không thể có tư cách đấu với vương giả chân chính dựa vào lực lượng huyết thống nàng có thể chiến đối thủ cực cảnh sơ kỳ nhưng này thật gần vận khí thê tử đừng nóng vội ngược lại có ba ngày thời gian có thể quan sát lăng hàn an ủi nàng nói có điều rất nhanh lăng hàn liền nhíu mày bởi vì bên minh giới lại tới hai vị vương giả nữa một cái mọc ra đầu sư tử một cái khác giống như yên vụ tạo thành không có hình thái cố định biến hóa liên tục tự nhiên không có tướng mạo có thể nói vương giả hoàng kim sư gọi thác bạt đông trạng thái yên vụ gọi đàm cát bọn họ vừa xuất hiện liền để đám thiên kiêu minh giới lắc đầu tự nhiên là bởi vì nhận ra thân phận của hai người này phát hiện muốn đoạt lấy vị trí cửu vương quá khó khăn lang hàn quyết định vẫn chiếu kế hoạch làm việc chỉ cần hắn có thể bảo vệ ba ngày là được mà hắn tự giác chỉ cần không đụng với bắc hoàng thạch hoàng cùng xích hoang cực thì đây là chuyện rất đơn giản thiên phượng thần nữ nói không lại hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng tràn ngập tự hào tình lang phách khí uy vũ như thế, làm cho tâm nàng tê dại. Lục tục còn có người đi vào, nhưng cấp bậc vương giả đã không có, tất cả mọi người ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiến hành điều chỉnh cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ mở ra con đường tranh bá vương giả. Sau một ngày, hẻm núi đột nhiên trở nên ảm đạm, từ trong tầm nhìn biến mất, thật giống như xưa nay không có tồn tại qua hẻm núi như thế. chương 1375, tranh đấu, người lần đầu tiên tới đều kinh hãi, nhưng người đã tới lại cực kỳ bình tĩnh, đây là sơn hà lâm tự khóa sẽ không cho người tiến vào nữa cùng lúc đó sương mù bao phủ trên chín bình đài cũng rồn rập tiêu tan chuyện này ý nghĩa cửu vương chi tranh chính thức bắt đầu ha ha thạch hoàng là người thứ nhất nhảy ra chiếm cứ một bình đài hắn lại khôi phục dáng dấp cao ba tấc xem ra đây mới là chân thân của hắn to nhỏ như người thường là dùng nguyên lực đẩy lên như lăng hàn hiện tại vậy bác hoàng thứ hai hắn không có tranh giành với thạch hoàng mà rơi vào một bình đài khác ngồi ngay ngắn trên đùi bầy một cây đao chuyên tâm nhìn chăm chú thật giống như cây đao này chính là thiên địa đại đạo trong ánh mắt của xích hoang cực nhảy qua chiến ý kinh người mặt trời đỏ trên đỉnh đầu tỏa ra thần quang khiến con mắt người ta không mở ra được hắn nhìn chằm chằm thạch hoàng cùng bắc hoàng một hồi lựa chọn leo lên bình đài thứ ba hiện tại còn không phải lúc khai chiến với hai tên kình địch này ba vị vương trong vương trước tiên chọn lựa bình đài điều này làm cho vương giả khác lựa chọn đơn giản hơn nhiều chỉ cần tách ra ba người này liền được. Lăng huynh, ta đi trước một bước, vô diện nói, trong một tiếng hét dài, hắn leo lên một bình đài. Các vương giả dồn dập nhảy ra, tốc độ rất nhanh. Số lượng vương giả nơi này vượt qua chín, bởi vậy khẳng định có thiên tài cấp bậc vương giả phải sớm phát sinh va chạm, đây là rất nhiều thiên tài muốn tránh khỏi. Bởi vậy bọn họ đều muốn nhanh chiếm cứ một cái bình đài, hiển lộ ra vũ lực, để vương giả khác không dám tới khiêu chiến mình. Ngược lại, nếu ra tay chậm, vậy cũng chỉ có thể chọn một vương giả tiến hành chiến đấu, rất bị động. Đương nhiên chậm ra tay cũng có lợi, chính là có thể chọn quả hồng mềm nắm, thậm chí có thể cùng những người khác liên thủ, có điều, vương giả đều xem thường làm như vậy. Lăng Hàn không vội, trước tiên quan sát, hiện nay cửu vương xuất hiện, thần giới là Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, Vô Diệt, Dương Lâm, Vân Nữ, Minh Giới là Xích Hoang Cực, Thác Bạt Đông, Đàm Cát, Ngao Tử Vân. Ở trên bình đài chiến đấu cũng không có quy định một trọi một, hoàn toàn có thể chen hết lên, bởi vậy, sau vắng lặng ngắn ngủi, liền có mấy chục tên thiên tài thần giới cùng nhau lên đài, liên thủ khiêu chiến Thác Bạt Đông, Đàm Cát, Ngao Tử Vân. Mà bên thần giới, ngoại trừ Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng, ba người kia cũng đồng dạng gặp phải rất nhiều thiên tài minh giới liên thủ oanh kích. Mỗi người đều chỉ có ba cơ hội thất bại, bởi vậy, chỉ cần có thể liên thủ giết chết một tên vương giả ba lần, vậy liền có thể đào thải vương giả này đi, luôn có một ít người may mắn có thể nhặt được tiện nghi. Nhận được phúc phận gia thân, nói không chắc cũng có thể để mình tu ra cực cảnh, bước vào cấp bậc vương giả. Lần sau thời điểm tiến vào nhật nguyệt gốc, mình liền có thể đi khiêu chiến vương trong vương một hồi. Chỉ là cái gì gọi là vương giả, cung cấp vô địch, mới có tư cách xưng vương giả, huống chi chín người trên đài người nào không tu ra cực cảnh. Ở dưới tình huống cảnh giới chiếm ưu thế, nhân số căn bản không thể bù đắp được tranh lệch như vậy. Đám người vô diện, dương lâm, thác bạt đông đều dùng thần uy, oanh oanh oanh, trên đài tựa như thiên nữ tán hoa, nhiều thiên tài bị đánh rơi xuống. Sắc mặt của những thiên tài này cũng rất khó coi. Trước khi gặp phải vương giả, bọn họ cũng xưng bá một phương, ở trong đồng đại không có đối thủ, thậm chí cao thủ thế hệ trước cũng bị bọn họ nghiền ép, nhưng đi tới nơi này lại đến phiên bọn họ nuốt quả đắng cung cấp không địch lại. Ở đây, rất công bằng, mọi người là Sơn Hà Cảnh, người không tu ra cực cảnh đó là người quá phế vật. Nhận thức như vậy để rất nhiều thiên tài chán trường, nhưng cũng có chút thiên tài phấn khởi, thề muốn ở đại cảnh giới tu ra cực cảnh. Cảnh giới càng cao, cực cảnh càng khó tu, bởi vậy, nếu như đều chỉ tu ra một lần cực cảnh, vậy coi như cảnh giới tương đồng, tu ra nhật nguyệt cực cảnh khẳng định châu bò hơn sơn hà cực cảnh, tinh thần cực cảnh vượt xa nhật nguyệt cực cảnh. Còn đường tương lai còn dài lắm, thiên phú là một mặt, nhưng tính dài đồng dạng là võ giả không thể thiếu, mà thiên tài thiếu trái lại chính là tính dai, bởi vì thiên phú cao, từ nhỏ khởi đầu quá thuật, không có bị đả kích cùng ngăn trở, một khi gặp phải thất lạc lớn liền có thể thất bại hoàn toàn. Một lát sau, Nguyệt ảnh ở phương thần giới rốt cục ra tay, khiêu chiến minh giới ngao tử vân. Nguyệt ảnh người cũng như tên, như một vầng minh nguyệt trong sáng, mỹ lệ, thanh nhã, không dính một tia bụi trần. Nàng mặc một quần dài màu xanh nhạt, một bước đi lại, dịu dàng như tiên, khiến người ta tim đập thình thịch, rồi lại không dám khinh nhờn, đây là một vị nguyệt thần, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Ngao tử vân không hề có vẻ động tâm, hắn dung trường thương nói. Nghe tiếng Lam Vân Đế Triều có một vị khoáng thế kỳ tài đã lâu, nhưng chưa bao giờ chiến một trận ngày hôm nay rốt cuộc tọa nguyện bởi vì quy tắc hai giới không giống thần giới thấy người của minh giới đều bao phủ trong khí thức tạ ác mà bên kia cũng không khác bao nhiêu bởi vậy nguyệt ảnh ở trong mắt sinh linh minh giới bị lực giảm một đoạn dài mà ngao tử vân thân là vương giả tự chủ há có thể kém muốn lấy sắc đẹp mê hoặc hắn này cho dù là nguyệt ảnh cũng không làm được phải là loạn tinh nữ hoàng mị lực kia không phân thần minh già trẻ thông sát nguyệt ảnh rút kiếm thân kiếm cũng như minh nguyệt, phối hợp với nàng, tràn ngập vẻ đẹp kinh người. Giết, Ngao Tử Vân không động tâm chút nào, vùng ám diệt hắc long thương, kéo lên hỏa vân màu đen đáng sợ, trong nháy mắt tăng nhiệt độ lên vô hạn, e là ngay cả thần thiết cấp 4 cũng có thể hòa tan rất nhanh. Nguyệt ảnh dung trường kiếm, nhất thời, hàn quang lạnh lẽo, ánh trăng âm lãnh, công pháp nàng tu hẳn là thiên hướng hàn băng hệ, vừa vặn khắc chế Ngao Tử Vân. Hai người đại chiến, mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, ngay cả tám đại vương giả ở bình đài khác cũng biểu hiện chăm chú. Tuy thạch hoàng, bắc hoàng, xích hoàng cực ở mặt chiến lực có khả năng hơn một bậc, nhưng mạnh cũng có hạn, không dám chân chính khinh thường vương giả khác. Dù sao, tu vi của bọn họ đều bị cắt đến sơn hà cảnh, sức chiến đấu của mọi người có khoảng cách, nhưng chắc chắn sẽ không cách biệt quá nhiều. Lăng Hàn cũng nhìn say sưa ngon lành, hắn từng giao thủ với Ngao Tử Vân, đối với thực lực của người này vẫn tương đối khẳng định chỉ là long uy của đối phương gặp phải thiên uy của hắn liền không có đất dụng võ, mà ám diệt hắc long thương càng bị tiên ma kiếm khắc chế, cuối cùng chỉ có thể âm u rời đi. chương 1376, ngược vương giả. Nhưng Nguyệt ảnh không có hai ưu thế này, nàng chỉ có vương giả chịu uy, mà không có thiên địa trị uy, thần kiếm của nàng rất mạnh, nhưng hiện tại cũng bị cắt rơi đến cấp 4, cấp 5. Ngao tử vân cười ha ha, chấn động trường thương, vận chuyển long uy, một chân long màu đen hiện lên ở sau người hắn, phẫn nộ múa lấy nhanh vuốt. Nguyệt ảnh nhất thời bị ảnh hưởng, sức chiến đấu sụt giá một đoạn. Vương giả thần giới chỉ như thế, Ngao Tử Vân ngạo nhiên nói, một thương quét ngang, như hắc long diệt thế, muốn thiêu sạch muôn dân. Nguyệt ảnh hét dài một tiếng, một ánh trăng từ trong miệng nàng bắn ra, ở trên đỉnh đầu hóa thành một vòng trăng sáng, giải xuống ánh trăng lạnh lẽo, ngăn long uy ở bên ngoài. Sức chiến đấu của nàng nhất thời khôi phục bình thường, thần kiếm phát sáng, cùng trường thương của Ngao Tử Vân không ngừng va chạm lăng hàn gật đầu vương giả nào có đơn giản bị thua như thế ai không có vài lá bài tẩy thiên phượng thần nữ lắc đầu nói quên đi ta xác thực không bằng mấy người kia dùng mưu kế cướp đoạt một vị trí lòng ta khó yên nói nhăng gì đó lăng hàn ôm eo nhỏ của nàng tập hợp ở bên tai của nàng nói ngươi là thê tử của ta ta nói ngươi có tư cách ngươi liền nhất định có tư cách huống hồ chúng ta cướp là tiêu chuẩn của minh giới kia là làm vẻ vang thay thần giới nào cần bất an trong lòng thiên phượng thần nữ không khỏi bị hắn dụ dỗ cười nói nói giống như ngươi đã nằm được hai tiêu chuẩn vậy lang hàn nhoẻn miệng cười nói ngươi đây là coi thường nam nhân của ngươi sao lắm lời thiên phượng thần nữ thẹn thùng đôi mắt đẹp lưu chuyển sáng rực rỡ đến không gì tả nổi lang hàn lòng ngứa ngáy đáng tiếc đáng tiếc hiện tại thân thể hắn mới khôi phục lại cơ năng năm sáu tuổi vẫn như cũng không có năng lực đẩy ngã đùng hắn dùng sức vỗ một cái lên đùi thật hận a à. ngươi làm gì thế Thiên phượng thần nữ không biết đối phương đầy đầu là ý nghĩ muốn đẩy ngã mình, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không hỏi, mà là một cái tát quất tới. Có mũi, Lăng Hàn nhe răng nói, cuộc chiến của Ngao Tử Vân cùng Nguyệt Ảnh rốt cuộc hạ màn, lấy Ngao Tử Vân thắng hiểm kết thúc. Theo Lăng Hàn xem ra, đây cũng không phải thực lực của Nguyệt Ảnh thua đối phương, mà là ở trên thần khí, huyết mạch bị Ngao Tử Vân khắc chế. Luận thần khí, Ngao Tử Vân dùng chính là xương sống lưng của Lão Long trong tộc, cùng huyết mạch bản thân tương thông, có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Mà luận lực lượng huyết thống, hắc long huyết mạch của Ngao Tử Vân mạnh hơn Nguyệt Ảnh, bởi vậy ở dưới tình huống cảnh giới tương đồng, một khi huyết mạch, thần khí chiếm ưu thế, cái này đủ để quyết định chiến cuộc. Loại cưỡng chế cảnh giới chiến đấu này, nhìn như công bằng, thực tế đó là không công bằng nhất. Dựa vào cái gì cảnh giới của ta cao hơn ngươi, lại phải áp chế xuống cấp độ giống ngươi đánh chứ. Nhưng nếu quy tắc nơi đây là như thế, như vậy thất bại chính là thất bại, không có gì để nói nhiều. Nguyệt ảnh ngồi khoanh chân, khôi phục nguyên lực, nàng còn có hai cơ hội khiêu chiến. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, xem ra thiên tài cùng vương giả tranh lệch vẫn rất lớn, ngoại trừ hắn và Nguyệt ảnh, những người khác đều không thể giao động vị trí cử vương trên đài. Đã như vậy, hắn tiến lên, Lăng Hàn nhảy lên một cái, sau đó rơi vào trên một bình đài. Hắn đối mặt chính là cường giả minh giới, thác bạt đông, có người khiêu chiến cử vương, đoàn người nhất thời sôi trào đến, mọi người đều cảm thấy lần này rất xui xẻo năm rồi coi như có vương giả cũng sẽ không nhiều như vậy những người khác luôn có thể vồ lấy hai đến ba vị trí nào giống lần này ngay cả vương giả cũng bị dồn xuống một cái cái tên này là ai vậy không quen biết kha kha a miêu a cầu gì cũng dám khiêu chiến vương giả sao có mấy người hiếu kỳ có mấy người xem thường có mấy người chờ mong nhanh như vậy liền quyết định cửu vương cũng quá vô vị ngao tử vân thở phào nhẹ nhõm nếu như lang hàn khiêu chiến mình hắn thất bại hết cách rồi lúc trước hắn có ưu thế hai tiểu cảnh giới nhỏ còn không phải thua ở trong tay lăng hàn toàn phương vị bị đối phương áp chế hiện tại tu vi mọi người đều bị cắt đến sơn hà cảnh thế yếu của hắn khẳng định càng lớn hơn thác bạt đông nhìn lăng hàn đánh giá một hồi ánh mắt thận trọng hắn nhìn ra lăng hàn mạnh mẽ ngươi là kình địch hắn nghiêm nghị nói lông bờm không gió mà bay tỏa ra uy thế của bách thú chi vương lăng hàn lắc đầu nói đáng tiếc ngươi còn không xưng được kình địch của ta hắn nhìn về phía Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, Xích Hoàng Cực, đây mới là người có thể làm kình địch của hắn. Thật cuồng, Thác Bạt Đông Hừ nói, vung trưởng vỗ tới Lăng Hàn. Oanh, nguyên lực khuấy động, hóa thành một sư trưởng to lớn, quét ngang về phía Lăng Hàn. Cái này không dùng kỹ pháp gì, chính là lấy lực thủ thắng. Lăng Hàn vung chỉ vạch một cái, phốc, sư trưởng lập tức chia ra làm hai, từ hai bên trái phải của hắn xẹt qua, kình phong khuấy động, nhưng ngay cả góc áo của hắn cũng không thể động. Hí, cao thủ vừa ra tay, đã biết có môn đạo hay không. Phía dưới nhất thời kinh hô, tuy thác bà Đông không hề sử dụng toàn lực, nhưng lăng hàn hóa giải cũng quá ung dung đi, tiện tay mà làm, thật giống như đối thủ không phải vương giả trẻ tuổi đương đại, mà chỉ là một sơn hà cảnh phổ thông. Vô diện cảm thán, lúc trước hắn áp chế tu vi, có quy tắc thiên địa cao hơn giúp đỡ cũng không thể thắng lăng hàn, cái tên này quả thực sâu không lường được. Bắc Hoàng, Thạch Hoàng cùng xích Hoàng cực thì lộ ra vẻ tò mò, luận sức chiến đấu chân thực, bọn họ là tinh thần cảnh, giơ tay liền có thể trấn áp lăng hàn. Nhưng ở đây, Tu Vi bị ép đến sơn hà cảnh, vậy liều là ở trong trình độ cực cảnh, mặt khác, huyết mạch, võ kỹ, kỹ xảo chiến đấu cũng tuyệt đối không thể lơ là, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu rất lớn. Có chút bản lĩnh, chẳng trách dám cuồng như thế. Thác bạt đông lạnh lùng nói, tuy một đòn không có kết quả, nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin, vì kia chỉ là tiện tay một kích mà thôi. Trong vòng 10 chiêu bại ngươi, Lang Hàn từ tốn nói. Kỳ thực hắn có nắm chắc càng lớn hơn, nhưng vẫn cảm thấy khiêm tốn một điểm cho thỏa đáng. Thác Bạt Đông suýt chút nữa tức chết, hắn đường đường vương giả, nhưng đánh nhau cùng cấp lại bị người nói mười chiêu oanh bại. Hắn giận dữ mà cười nói, "Tốt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao ở trong vòng mười chiêu bại ta." Chương 1377, cái này cũng được. Thượng, lang hàn nở nụ cười, tiện tay đấm ra một quyền, phù, thần văn màu xanh lam trên tay hắn hiện lên, phóng ra tia sáng chói mắt, nhất thời một tia chớp phun trào, hóa thành chớp giật đánh tới thác bạt đông. Cái gì, trong nháy mắt, bất kể là ai cũng kinh hô, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Ở đây, ai không vượt qua thiên kiếp, tự nhiên thanh thanh sở sở thiên kiếp hóa thành lôi đình đáng sợ dường nào. Có thể nói, trong các đồ vật nguy hiểm nhất trên đời này, thiên kiếp tuyệt đối có tên, hơn nữa xếp hạng cực cao. Nhưng lực lượng thiên kiếp thuộc về thiên đạo, đây là lực lượng ngay cả thần linh cũng không cách nào nắm giữ, dù cho võ giả hệ lôi, cũng chỉ có thể vận chuyển lực lượng lôi đình, cùng thiên lôi là hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở trong tay Lăng Hàn, là nổ ra thiên kiếp. Hắn con mẹ nó, quái đản, người khác cũng chỉ khiếp sợ, nhưng thác bạt đông là lông tơ cả người dựng đứng, bắp thịt không khỏi căng ra, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Có thể sẽ chết ở chỗ này. Không, thác bạt đông dù sao cũng là vương giả đương đại, hắn hét lớn một tiếng, phốc phốc phốc, bắp thịt cả người cổ trương, căng nứt quần áo, hóa thành một hùng sư màu vàng, cao tới 10 trượng, bộ lông cả người như thần thiết tạo nên, Từng chiếc như mũi tên. Phá, hắn đấm ra một quyền, đón đánh Lôi Đình, trên nắm tay hiện ra 99 thần văn, kim quang như rực cháy. Cực hạn của Sơn Hà cảnh chính là 99 thần văn, ngay cả cực cảnh đỉnh cao cũng không thể vượt qua. Ầm, um, một tiếng nặng hưởng, thân hình của Thác Bạt Đông lùi lại, đến biên giới bình đài mới miễn cưỡng ngừng lại. Oa, hắn phun một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập ngơ ngác. Này không phải giống Thiên Kiếp Lôi Đình, mà vốn chính là nó. Lực phá hoại thật đáng sợ, rõ ràng lực lượng của hai người giống nhau, nhưng hắn lại bị một đòn oanh lùi, bắp thịt cả người run rẩy. Hỏi thiên hạ, ai có thể chống đỡ được uy lực của thiên kiếp? Độ kiếp cũng chỉ là vượt qua liền được, thần linh vẫn bị động chịu đòn, thiên địa đánh ngươi đến vỡ đầu chảy máu, xương gãy nát ra, nó thỏa mãn, liền thừa nhận ngươi nắm giữ tư cách tiếp tục đi tới trước, bằng không chỉ có một con đường chết. Hiện tại, thời điểm đang đối mặt một người, lại phải chịu đựng thiên phạt tra tấn, cái này ai nhận được? tất cả mọi người biến sắc, mà nhiều vương giả cũng vẻ mặt thận trọng, dù cho Lăng Hàn không có khiêu chiến bọn họ, nhưng sau khi quyết ra chín đại vương giả, vậy còn phải đánh bại tám vương khác mới có thể trèo đình. Lăng Hàn là ngăn trở không thể né tránh, chỉ có Thạch Hoàng, Bắc Hoàng, Xích Hoàng cực lộ ra chiến ý hừng hực, đối thủ như vậy mới là bọn họ tha thiết ước mơ. Lăng Hàn ra quyền, từng đạo từng đạo lôi đình hóa thành nộ long, cuồng oanh loạn tạc, để thác bạt đông mệt mỏi phòng thủ, nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ, hoàn toàn không có sức lực chống lại. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Thác Bạt Đông đã là cấp bậc vương giả, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại chỉ có phần bị đánh, đây chính là thực lực của vương giả đỉnh cấp sao. Đây là đánh sao, vốn là ngược, cảm khái nhất kỳ thực là thiên phượng thần nữ, lúc trước cảnh giới tương đồng, nàng có thể tùy ý trà đạp Lăng Hàn, cuối cùng để Lăng Hàn không thể không bước lên con đường tìm kiếm di tích cổ, muốn tăng lên thực lực của mình. Nhưng hiện tại, Lăng Hàn không chỉ thành thiên tài cấp bậc vương giả, thậm chí còn là vương trung chi vương có chồng như vậy còn cầu gì nữa nàng lộ ra nụ cười sán lạn chỉ cảm thấy sau này mình có thể không cần cậy mạnh như vậy có một cánh tay mạnh mẽ dựa vào thật tốt ta chịu thua thác bà đông cũng không phải người cầm lên được thì không bỏ xuống được làm một vương giả hắn càng có thể nhìn rõ ràng mình cùng đối thủ tranh lệch cũng chỉ có thấy rõ tranh lệch hắn mới có thể không ngừng tiến bộ bằng không coi như là vương giả cũng sẽ chậm rãi lưu lạc thành thiên tài đỉnh cấp lại biến thành thiên tài phổ thông, thậm chí hóa thành phế vật. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười nói. Ô, thật giống như qua 10 chiêu rồi. Hắn không chỉ ra 10 quyền A. Thác bà đông cười khổ, tuy Lăng Hàn không chỉ ra 10 quyền. Nhưng mỗi một quyền đều tiện tay mà làm. Căn bản không hề sử dụng toàn lực. Trái lại hắn, là sức chiến đấu mở hết, chỉ kém mấy đại chiêu chưa ra. Bởi vì hắn biết phát ra cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm sức chiến đấu của hắn sụt giá. Ngược lại hắn cũng chỉ thất bại một lần còn có hai cơ hội khiêu chiến tội gì cắn chết ở trên người lăng hàn hắn nhảy xuống bình đài đi điều tức một hồi giống nguyệt ảnh muốn tìm một quả hồng mềm nắm lăng hàn khoanh chân ngồi xuống chờ những người khác khiêu chiến tuy đây cơ hồ là chuyện không thể nào người phía dưới cũng nghỉ ngơi một lúc sau đó bắt đầu một vòng mới khiêu chiến lần này càng thêm khuếch đại hơn trăm thiên tài cùng leo lên một bình đài sắp chen đến bình đài nước chảy không lọt mà bị khiêu chiến thì phân biệt là vân nữ cùng ngao tử vân người tới nơi này chỉ ít cũng là thiên tài tam tinh nhiều người cùng tiến lên như vậy đây thực sự là cực kỳ khủng bố nhưng vân nữ cùng ngao tử vân đã tu cực cảnh đến hoàn mỹ chỉ ít nắm giữ tứ tinh ưu thế cái này không phải là hơn trăm người có thể bù đắp thông thường mà nói 10 người có thể bù đắp tranh lệch một tinh vậy tứ tinh cần bao nhiêu một vạn người hơn nữa cần một vạn người có thể đồng thời công kích vậy tất nhiên cần nhờ trận pháp cái này còn phải phối hợp càng khó từng làn từng làn tiến công nhưng đều tuyên cáo vô hiệu vương giả chính là vương giả không phải dựa vào số lượng có thể lấp bằng thác bà đông cùng nguyệt ảnh nghỉ ngơi xong bắt đầu khiêu chiến một cái chọn dương lâm một cái khác chọn đàm cát cái này là hai trận chiến đấu kịch liệt lại đặc sắc chiến hơn nửa ngày mới miễn cưỡng phân ra thắng bại nguyệt ảnh thắng mà thác bà đông lại thua ở trong tay dương lâm lần này trong chín đại vương giả thần giới chiếm bảy tiêu chuẩn mà nhân lúc nguyệt ảnh dương lâm đánh lâu mệt mỏi những người khác cũng dồn dập tổ đoàn tái chiến, nhưng mãnh hổ bị thương vẫn như cũ là hổ, tuyệt đối không phải mấy con chó tổ đội liền có khả năng đánh ngã. Chiến đấu tiếp tục, ngoại trừ bốn tên vương trong vương như Lăng Hàn, Xích Hoang cực ra, chiến đấu trên năm bình đài khác cực kỳ kịch liệt, vì kiếm cho mình một tiêu chuẩn, dồn dập lấy ra tuyệt chiêu, để người ta mở mang tầm mắt. Chương 1378, cái này cũng được. Hả, hai ngày trôi qua rất nhanh, đàm Cát thành người thứ nhất hoàn toàn mất đi tư cách cạnh tranh vương giả, mấy canh giờ sau, Nguyệt ảnh thành cái thứ hai, lần này, bụi bậm lắng xuống, ứng cử viên của chín đại vương giả đã xác định không thể nghi ngờ. Không thể lại có người có thể giao động vị trí của chín người này. Ngay cả tinh thần cảnh như tả toàn, ở đây cũng chỉ có thể cúi đầu, tu vi cắt đến sơn hà cảnh, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của vương giả thế hệ trẻ tuổi. Thật như vậy sao, Lăng Hàn mỉm cười, hắn còn đang tính toán, thời điểm chỉ còn dư lại nửa canh giờ, hắn nhìn về phía thiên phượng thần nữ gật gù, thiên phượng thần nữ hiểu ý bay lượn lên bình đài tình huống thế nào tất cả mọi người kinh hãi lại còn có người dám đi lên khiêu chiến hơn nữa khiêu chiến lại còn là lăng hàn kia là vương trong vương a thiên phượng thần nữ ra tay hai mảnh phượng rực mở ra lửa nóng hừng hực đan dệt a à, lăng hàn phát ra tiếng kêu thảm nhất thời từ trên bình đài rơi xuống ta đệt thấy cảnh này tất cả mọi người không khỏi chảy mồ hôi lạnh đây căn bản vẫn không có đụng tới ngươi ngươi liền kêu thảm thiết đây cũng quá giả đi rõ ràng chính là cố ý nơi này có ai đần độn lập tức đoán được lăng hàn là cố ý thua thiên phượng thần nữ mà lúc này ba ngày kỳ hạn sắp đầy vậy dụng ý của lăng hàn liền cực kỳ sáng tỏ hắn muốn cho nữ nhân của mình một vị trí vương giả có điều cơ hội a à. nhìn thấy thiên phượng thần nữ thay vào đó tất cả mọi người kích động nhưng vấn đề là tuyệt đại bộ phận người đã dùng hết ba cơ hội xuất thủ hiện tại chỉ có thể nhìn mà thôi cũng có mấy người chưa dùng hết, nhưng thực lực của bọn họ rõ ràng yếu hơn một bậc, mới cam tâm ở một bên làm khán giả, tới nơi này chủ yếu là vì quan sát thiên tài giao thủ, thu được cảm mộ cùng dẫn dắt. Bọn họ lên đài khiêu chiến, nhưng thiên phượng thần nữ cũng không phải hàng lởm A, à, tuy không tu ra cực cảnh, nhưng kích hoạt vân phượng huyết mạch, nàng miễn cưỡng cũng có sức chiến đấu của cực cảnh sơ kỳ, tương đối cường hãn. Nàng vững vàng chiếm cứ bình đài có được không dễ này. Nhưng lang Hàn là ở dưới đài đứng, hắn đang đợi thời gian trôi qua có thể khiêu chiến lần nữa từ trên bình đài hạ xuống hắn phát hiện trên tay có một dấu ấn màu đen còn có một luồng khí vụ màu đen bao phủ hắn để hắn không thể động đậy nửa nén hương sau khí thức màu đen biến mất hiển nhiên khí thức màu đen là ép buộc hắn ở nửa nén hương sau mới có thể tiếp tục khiêu chiến mà hắc ấn thì đại biểu hắn thất bại một lần nếu xuất hiện ba dấu hắn liền không cách nào lên đài xuất chiến lăng hàn nhìn về phía ngao tử vân nhoẻn miệng cười Ta, Đệt, Ngao Tử Vân thầm mắng một tiếng, một niệm chưa tất, chỉ thấy Lăng Hàn đã phi thân lên, đứng ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, diện tích bóng ma trong lòng Ngao Tử Vân lớn đến không cách nào hình dung. Hắn thật vất vả thủ đến hiện tại, chỉ chút nữa là đại công cáo thành, lại đột nhiên gặp phải sát thần như Lăng Hàn. Người cũng quá hỏng đi, cố ý bại nữ nhân của mình, chiếm nhiều một tiêu chuẩn. Nhưng Lăng Hàn có thực lực như vậy a? À? Đệt, 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 trong đầu hắn thay đổi thật nhanh, muốn nhảy xuống bình đài bây giờ cách ba ngày còn có hơn nửa nén hương thời gian, mà hắn mới bại một lần mà thôi, như vậy lập tức chịu thua, chờ nửa nén hương sau, hắn liền có thể ra tay với thiên phượng thần nữ, một lần nữa đoạt lại tiêu chuẩn. Ha ha, gấp như thế làm gì? Lăng Hàn ra tay, đùng, lập tức đánh hắn bay trở lại. Ta sát, khóe miệng của ngao tử vân co giật, người cũng quá ác đi, ta không đánh cũng không được sao. Hắn lớn tiếng nói, ta chịu thua, vì phúc phận gia thân, hắn không ngại cắt một ít mặt mũi ăn thua gì đến ta, nhưng Lăng Hàn lắc đầu, một đấm đập tới Ngao Tử Vân. Ta muốn đánh ngươi liền đánh, oanh oanh oanh, Ngao Tử Vân không thể không chống đỡ, căn bản không có cơ hội hạ xuống bình đài. Cái này muốn thua còn thua không được, mọi người nhìn không khỏi vui vẻ, chỉ cảm thấy thiên kiêu hội của hai giới lần này cuối cùng chơi ra ý mới. Ngao Tử Vân muốn thua, muốn lao xuống bình đài, nhưng Lăng Hàn không ngừng ngăn cản, thực lực của hắn mạnh hơn quá nhiều, đủ để chặn đối phương. Không nên chơi người như vậy a à ngao tử vân sắp muốn khóc người nói đây là cừu gì oán gì chứ ta tặng vị trí cho ngươi còn không được sao há ngươi muốn xuống như thế ta cũng không phải người không có tình người liền tiễn ngươi một đoạn đường lang hàn đột nhiên đá ra một khước đá vào cái mông của ngao tử vân oanh tên này nhất thời ngã xuống bình đài ngao tử vân đầu tiên là sững sờ lúc này mới phản ứng được Lăng hàn chịu thả mình hắn không khỏi đại hỉ nhưng trong nháy mắt sau sắc mặt hắn lại kịch biến ba ngày kỳ hạn chỉ còn gần nửa nén hương thời gian. Nói cách khác, không chờ hắn khiêu chiến, ba ngày kỳ hạn liền đến. Lăng Hàn, ta cùng người thể bất lưỡng lập, hắn giận dữ hết, thực sự là hận đến cực hạn. Lỗ tai của ta rất tốt, không cần gọi lớn tiếng như vậy. Lăng Hàn phẩy phẩy tay, đương nhiên sẽ không để uy hiếp của đối phương ở trong lòng. Ngao Tử Vân lập tức rút trường thương, hận không thể xông lên đài cùng Lăng Hàn chiến 300 hiệp, lần này, hắn thể sẽ dùng hết thảy tuyệt chiêu, dù cho cấm chiêu cũng sẽ dùng ở trên người lăng hàn bằng không cơn giận này tuyệt đối nuốt không trôi nhưng một luồng lực lượng thần bí cầm cố hắn để hắn chỉ có thể như thế đứng căn bản không thể bước ra một bước phu không lâu sau đó trên chín bình đài cùng nhau xuất hiện bạch quang hoàn toàn bao phủ bình đài chuyện này ý nghĩa là người bên ngoài không thể lên được nữa ba ngày đã đến giờ a à, ngao tử vân ngửa mặt lên trời gào thét nhưng căn bản vô dụng ầm um, trên bình đài từng đạo từng đạo khí thức buông xuống màu nhũ bạch, khiến tâm thần người ta thoải mái. Đây là tiên khí, tiểu tháp đột nhiên nói. Cái gì, lăng hàn kinh ngạc thốt lên, tuy ở tiên giới không tính cái gì, nhưng ở thần giới. Người có thể bù đắp một bộ phận quy tắc thiếu hụt, tăng sức chiến đấu lên trên diện rộng. Tiểu tháp nói, trong lòng lăng hàn hơi động, muốn tiến vào tiên vực, cần đồng thời nắm giữ lực lượng sáng thế cùng diệt thế, mà bất kể là thần giới hay minh giới, từ điểm này mà nói cũng không hoàn chỉnh, đều chỉ nắm giữ một bộ phận quy tắc hiện tại tiên khí này bù đắp, chính là quy tắc minh giới hắn thiếu hụt sao. chương 1379 tiên khí, nếu là như vậy, vậy tiên khí này ở tiên vực mà nói thực không quý giá một chút nào, nhưng đối với sinh linh ở thần, minh hai giới mà nói, cái này là chí bảo, để bọn họ có thể hoàn thiện quy tắc, chân chính tu luyện đến hoàn mỹ. Hai giới va chạm, thậm chí dung hợp với nhau, mới là thế giới hoàn mỹ. Trong lòng của Lăng Hàn lướt qua vô số ý nghĩ, nhưng hiện tại hắn để hết thảy qua một bên, bắt đầu hấp thụ những tiên khí này, hoàn thiện bản thân. Nắm giữ ma chủ tinh nguyên, hắn chỉ có thể có được khí thức của minh giới, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nắm giữ quy tắc của minh giới, bởi vậy, hắn phải mượn cơ hội này không ngừng hoàn thiện mình, về phía 10 phân vẹn 10 tiến quân. Tiểu tháp không tiếp tục nói nữa, miễn cho quấy rối lăng hàn. Lỗ chân lông cả người lăng hàn mở ra, hấp thu ngay cái gọi là tiên khí này. Dưới quy tắc bù đắp, tu vi của hắn cũng có tăng lên không nhỏ, từ đại viên mãn đỉnh cao tăng lên tới hoàn mỹ. Đến một bước này, nếu hắn không đột phá cực cảnh, tu vi là không thể tăng thêm, nhưng theo quy tắc của hai giới hoàn thiện, sức chiến đấu của hắn còn đang không ngừng cất cao. Vận dụng quy tắc vốn thuộc về một bộ phận của sức chiến đấu, hơn nữa theo tu vi tăng lên, tầm quan trọng của quy tắc cũng càng lúc càng lớn. Như lực lượng của Lăng Hàn có thể vượt qua lục tinh, nhưng sức chiến đấu cũng chỉ vượt qua lục tinh trái phải, chính là bởi vì quy tắc hắn nắm giữ vẫn không có đổi tới. Thời gian có hạn, hắn không thể trùng tu mỗi một cảnh giới đến hoàn mỹ chỉ cố gắng dành thời gian chỉ có ba ngày mà thôi tất cả mọi người ngồi xếp bằng cũng không phải mỗi người đều biết tiên khí ý vị như thế nào nhưng hiển nhiên biết nó đối với mình vô cùng hữu ích cố gắng hấp thu thời gian đi qua thật nhanh lang hàn chỉ cảm thấy gần cốt huyết nhục của mình đều có biến hóa không thể nói được cụ thể là cái gì nhưng hắn rõ ràng đây là tiến quân về phương hướng càng tốt hơn thậm chí ở lĩnh vực dục hỏa trùng sinh của bất diệt thiên kinh Lăng Hàn cũng có cảm ngộ mới. Hắn chắc chắn, nếu có thể tắm rửa ở trong tiên khí, thời gian lĩnh ngộ dục hỏa trùng sinh có thể rút ngắn gấp đôi. Đáng tiếc, cái này quá quý giá, chỉ có 3 ngày mà thôi. Thần cốt của hắn càng ngày càng óng ánh, rõ ràng như hoàng kim tạo nên, nhưng cẩn thận xem, đó là nửa trong suốt, như thủy tinh long lanh, lóe ra lưu quang, phía trên có thần văn lít nha lít nhít. Đó là bất diệt thiên kinh cụ hóa, chỉ là ngoại trừ lăng hàn, ai cũng xem không hiểu bộ kia thể đại diện cho cái gì đồng thời nắm giữ quy tắc của hai giới, ngay cả bất diệt thiên kinh cũng trở nên mạnh mẽ hơn một đoạn. Vù, ánh sáng bao phủ bình đài biến mất, ba ngày kỳ hạn đã đến. Lăng Hàn chưa hết thòm thèm, ba ngày còn thiếu rất nhiều, hắn không thể trùng tu hết thải cảnh giới đến hoàn mỹ, đáng tiếc, không thể tiếp tục nữa, muốn lần nữa thu được phúc vận gia thân, chỉ có ở trong cửa vương giết ra, trở thành vương trung chi vương. Thời khắc này, hắn tràn ngập động lực, niềm tin vô cùng kiên định. Xeo xeo xeo, chín người trên bình đài bị quăng vào trong rừng, vòng chiến đấu thứ hai bắt đầu. Lăng Hàn trước tiên tìm đến thiên phượng thần nữ, tuy nàng cũng là thiên tài hàng đầu, nhưng ở trong chín đại vương giả là thuộc về không đủ tư cách, bị tùy tiện cái nào nhìn chầm chầm cũng có phiền toái lớn. Hai người hội hợp mới nhìn lại trên đỉnh núi, muốn trở thành vương trong vương cuối cùng rất đơn giản, trên đỉnh ngọn núi còn có một bình đài, sau ba ngày, người đứng ở phía trên chính là người thắng. Ta liền không tham gia, ở chỗ này chờ ngươi thiên phượng thần nữ nói nàng biết nếu mình lại theo lăng hàn khó tránh khỏi sẽ làm lăng hàn phân tâm lăng hàn suy nghĩ một chút gật đầu nói được thiên phượng thần nữ kéo hắn cho hắn một cái ôm ấp nhẹ nhàng cẩn thận nàng cảm khái ngàn vạn ở trong nhận thức của nàng quan hệ của hai người hẳn là nàng bảo vệ lăng hàn mới đúng hiện tại được lăng hàn trông nom làm cho nàng vừa xa lạ lại ngọt ngào lăng hàn nhân cơ hội ôm eo nhỏ nhắn của nàng cho nàng một cái hôn nhất thời để hung bà nương này thất kinh lúc đầu còn muốn chống lại, nhưng rất nhanh bị hôn đến đầu óc choáng váng, thân thể mềm mại cũng hóa thành xuân thủy, ngồi phịch ở trong lồng ngực Lăng Hàn. Quyến rũ như nước, phong tình vạn trùng, trong lòng Lăng Hàn khuấy động, nhưng thân thể non nớt lại không có nửa điểm phản ứng, tức giận đến hắn nhe răng. Dục hỏa trùng sinh, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất tu thành. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, thiên phượng thần nữ ở phía sau nhìn theo, ánh mắt mê ly. Sơn Hà Lâm cũng không lớn, cao chỉ ngàn trượng, ngay cả người bình thường bò lên đỉnh ngọn núi cũng không cần thời gian quá lâu, huống chi là thần linh. Rất nhanh, Lăng Hàn liền đến trên đỉnh núi, lúc này, bảy người khác đã toàn bộ đúng chỗ, nhưng không có khai chiến. Rốt cục đến rồi, ánh mắt của Sích Hoàng cực sáng ngời, mặt trời đỏ trên đỉnh đầu đột nhiên bành trướng, uy thế tăng lên trăm lần, hắn cười to nói: "Các người cùng lên đi." Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng không hề bị lay động, chỉ xì một tiếng, bọn họ cũng là vương trung chi vương từ trước đến giờ chỉ có bọn họ bảo người khác cùng tiến lên, đâu thể nào tham dự vây công. Đám cặn bã trước cút đi, xích hoang cực quát khẽ, đấm ra một quyền, hóa thành bốn đạo hỏa diễm, bắn về phía vô diện, dương lâm, vân nữ cùng thác bạt đông, ngay cả đồng bạn minh giới cũng thành đối tượng công kích của hắn. Một quyền đấm ra, bốn người vô diện không dám khinh thường, hoặc né tránh, hoặc chống đỡ, nói chung không thể bỏ qua. Xích hoang cực cười ha ha, một quyền lại một quyền, mặt trời đỏ lóng lánh, như thái dương thần, bốn người vô diện cũng giống to nhưng xích hoang cực quá mạnh mẽ bốn người bị ép liên thủ rất có ý tứ trong bốn người bọn họ có ba cái là sinh linh thần giới một cái là sinh linh minh giới nhưng liên thủ vây công một cường giả minh giới hình ảnh thấy thế nào cũng không hài hòa nhưng bọn họ không liên thủ không được xích hoang cực quá mạnh mẽ đã vượt qua vương giả phổ thông đạt đến vương trong vương nếu như ở bên ngoài vậy còn có thể dựa dẫm cảnh giới thủ thắng nhưng ở đây cùng cảnh giới giao thủ vậy chỉ có thể dựa vào số lượng nếu như thật ở bên ngoài xích hoàng cực đã bước vào tinh thần cảnh có thể cùng hắn ngang hàng chỉ có thạch hoàng cùng bắc hoàng mà thôi